Chào các thính giả thân mến, trong trăm ngàn kênh đọc truyện trên mạng vậy mà bạn lại thấy được video này của mình, đó là thông điệp của vũ trụ gửi đến chúng ta rất có duyên, còn chờ gì nữa mà bạn không bấm một like để ngày mai trúng số, cho một chia sẻ gia đình vui vẻ, sức khỏe dồi dào, làm việc gì cũng thuận buồn xuôi gió, cảm ơn bạn, mời bạn bắt đầu nghe truyện phần 11, nhà bọn họ Diệp Kiều làm đậu nành tương ớt thật tốt ăn a, à. nếu là bởi vì không thể ăn nói không thành cũng liền thôi kết quả lại là bởi vì bọn họ không bối cảnh quốc gia không phải phá bốn cũ đánh tới tư bản chủ nghĩa sao như thế nào còn phải có bối cảnh trương thúy thúy giọng đại nàng này một ồn ào toàn bộ tiệm cơm khách nhân toàn bộ ghé mắt ta cũng không nói như vậy người phục vụ vẻ mặt kinh hoảng mà muốn ngăn lại nàng vẫn là dịp kiều minh bạch trong đó đạo lý trấn an nói mẹ không phải những cái đó nhân gia nói chính là chính quy mua sắm xin lỗi A à đồng chí, ta mẹ không làm minh bạch nơi này sự tình, xem Diệp Kiều thực minh lý lẽ, cũng sợ Trương Thúy Thúy lần thứ hai bảo nổi, người phục vụ nghĩ nghĩ, nói, ta còn là làm giám đốc ra tới cùng các ngươi nói rõ ràng đi, nàng là không dám lại tranh vũng nước đục này. Trong tiệm nhiều người như vậy đều nhìn đâu, tuy rằng náo loạn điểm không thoải mái. Nhưng là cuối cùng mục đích nhưng thật ra trời xuôi đất khiến mà đạt thành. Diệp Kiều mỉm cười gật đầu cảm tạ, lôi kéo bà bà một lần nữa ngồi xuống hai người chờ đợi trong lúc trương thúy thúy một bên oán giận đồ ăn vừa mắc vừa ăn không ngon một bên dò hỏi lục thừa tình huống diệp kiều nói ra hai người phía trước thương lượng quá lấy cớ hắn liền nói đi thành phố bắc hà giúp huynh để làm mấy ngày lâm thời công cụ thể làm cái gì ta thật đúng là không rõ ràng lắm cái này niên đại tự mình đầu cơ trục lợi đồ vật là trái pháp luật lục thừa ở lục gia nhân tâm chính là cái cả ngày không về nhà tên du thủ du thực hình tượng lục kiến quốc cùng trương thúy thúy cũng quản không được hắn cho nên lục thừa kiếm tiền sự tình luôn luôn giấu thật sự khẩn bọn họ cũng không biết trong tay hắn thế nhưng có nhiều như vậy tiền hắn kết hôn sau bởi vì trương thúy thúy cùng diệp kiều có vài phần hợp ý lúc này mới bắt đầu quan tâm khởi nhà mình con thứ ba trương thúy thúy gật gật đầu thành phố bắc hà lâm thời công a kia cũng không tồi nếu là có cơ hội làm hắn vẫn luôn làm, ít nhất cũng coi như nửa cái công nhân. Tổng so cả ngày không đàng hoàng mà nơi nơi điên chơi hảo, hắn kia mấy cái huynh đệ cũng là dáng vẻ lưu manh, đều không đáng tin. Đúng vậy, Diệp Kiều mặt ngoài như vậy ứng hòa, nội tâm lại bay tới rất xa địa phương. Trang web bản chương nội dung chậm, thỉnh đọc mới nhất nội dung, thỉnh rời khỏi chuyển mã giao diện, thỉnh đọc mới nhất chương. 789 vì ngươi cung cấp nhanh nhất xuyên thư 70 thành nhà giàu số một sớm chết nguyên phối đổi mới, chương 13 tiệm cơm quốc doanh miễn phí đọc. HTTPS, bờ của G789, chương 14 lục thừa rời đi đệ 16 thiên, tưởng hắn, cũng không biết lục thừa mấy người giờ phút này có hay không thuận lợi tới thâm thành, hiện tại đã là lục thừa rời đi đệ 16 thiên. Bằng năng lực của hắn, hẳn là đã mở ra cục diện đi, nàng mới vừa nghĩ lại đến nơi này, tiệm cơm quốc doanh giám đốc liền đã đi tới, giám đốc là cái hơi béo trung niên nam nhân, trên mặt tổng treo cười, nhưng lại thập phần khó mà nói lời nói, nếm thử quá dịp kiều mang đến tương ớt lúc sau, trên mặt tuy rằng lộ ra mỹ vị tán thưởng, lại không có nhã ra, chỉ là nói trường hợp lời nói, cái này đậu nành tương ớt xác thật ăn ngon, nhưng là chúng ta mỗi tháng mua sắm đều là có quy định. Thật sự là không có danh ngạch, Diệp Kiều nghĩ nghĩ, nói, ngài cũng cảm thấy ăn ngon, khi không bằng trước đặt ở tiệm cơm bán bán xem nếu là khách hàng nhiều lại mua sắm cũng không muộn về sau tiệm cơm là có thể mua bán một ít đồ uống đồ hộp gì đó không biết hiện tại tiệm cơm quốc doanh có hay không khai triển cái này sinh ý giám đốc mày nháy mắt liền nhíu lại tiểu cô nương thật không phải ta không giúp ngươi nói thật ngươi cũng không phải cái thứ nhất tìm tới môn tới yêu cầu mua sắm người nhưng chúng ta là chính quy tiệm cơm quốc doanh sở hữu nguyên liệu nấu ăn đều yêu cầu rất cao, các ngươi nông gia tự chế sản phẩm thật sự quá không được phê duyệt, hơn nữa ngươi vừa mới nói đây là đậu nành lên men lúc sau làm. Nhưng ta nhớ rõ hạ hà, hà thôn đậu nành lên men sau tựa hồ chỉ có thể đương phân bón A, Trương Thúy Thúy vội vàng giải thích, nguyên bản là cái dạng này, chúng ta thôn liền đậu nành nhiều, phóng cũng là lãng phí, có đôi khi liền lên men đương phân bón rơi tại trong đất, nhưng cái này không giống nhau, cái này lên men sau có thể ăn, còn đặt ăn ngon, giám đốc vẻ mặt khó xử, cuối cùng bất đắc dĩ tỏ vẻ hắn yêu cầu hướng về phía trước phản ánh một chút, có tin tức lại thông tri Diệp Kiều. Giờ phút này Diệp Kiều cũng có chút không nghĩ ra được nên làm cái gì bây giờ mới hảo, chẳng lẽ một hai phải chờ lục thừa trở về lúc sau, mang theo nàng đi phương Nam đẩy mạnh tiêu thụ sao? Này cũng quá chậm đi, lúc này, một người ăn mặc màu xám áo sơ mi, áo khoác màu xanh biển áo lông ngực, mang theo mắt kính trung niên nam tử đi hướng diệp kiều vị này nữ đồng chí xin hỏi ngươi này đậu nành tương ớt bán thế nào diệp kiều vừa chuyển đầu liền nhìn đến một cái nho nhã hiền hòa phần tử trí thức hình tượng hơn nữa từ đối phương quần áo trang điểm tới xem người này thân phận hẳn là không đơn giản nhưng giờ phút này không phải quãng này đó thời điểm chỉ cần có thể đem đậu nành tương ớt bán đi diệp kiều một trăm nguyện ý đây là chúng ta hạ hà, hà thôn tự chế đậu nành tương ớt một vại tám mao tiền. Đây là dùng trang đồ hộp đại bình thủy tinh tử trang, dung lượng đại khái là 800ml, bán 8 mao tiền là dịp kiều cẩn thận tính quá. Đối hiện tại tiêu phí trình độ tới nói lượt cao một chút, nhưng là ở đại gia tiếp thu trong phạm vi. Bọn họ thông đậu nành quốc gia thu về giá cả là một tấn 40 đồng tiền, một tấn 2.000 cân, nói cách khác một cân lượng phân tiền. Hơn nữa bọn họ nhân công phí, ớt cây okay, chờ phối liệu phí dụng, hơn nữa nàng chính mình ra phối phương phí dụng, này một vại tương ớt, bọn họ phí tổn sẽ thấp hơn hai mao. Nếu hậu kỳ đại phê lượng tiêu thụ, bọn họ còn cần đi mua sắm pha lê vại, định chế thiết cái nắp, thỉnh vận chuyển đội, thậm chí là đi làm đối ngoại marketing, phí tổn sẽ nháy mắt đề cao đến 4, 5 mao tả hữu. Đời trước Diệp Kiều tuy rằng không có đã làm đại sinh ý, nhưng là làm đỉnh cấp đầu bếp, sau bếp các hạng phí tổn, lợi nhuận chờ tính toán nàng cũng đều là rõ ràng như vậy phí tổn cùng lợi nhuận tính ra diệp kiều trong lòng hiểu rõ nàng cần thiết khống chế lợi nhuận xuất tổng không thể làm các đồng hương cực cực khổ khổ mà lao động một hồi cuối cùng còn lỗ vốn đi một lọ tương ớt bọn họ kiếm hai ba mau là cần thiết bảo đảm nói nhiều như vậy mặt khắc trận này đối thoại cũng chính là nghĩ lại gian ta có thể nếm thử sao nam nhân ôn hòa mà dò hỏi Trương Thúy Thúy trực tiếp đưa cho đối phương một đôi sạch sẽ chiếc đũa, có thể có thể, ngươi nếm, chúng ta làm đậu nành tương ớt thật sự thật không tồi, Diệp Kiều do dự một chút, vẫn là đem đậu nành lên men quá trình trước đó báo cho đối phương, tuy rằng nàng xác thật rất muốn làm thành này bút sinh ý, nhưng đối phương cũng có cảm kích quyền, đối phương nghe xong Diệp Kiều giới thiệu sau, lấy chiếc đũa tay quả nhiên tạm dừng xuống dưới. Diệp Kiều cho rằng đối phương cũng giống giám đốc như vậy chướng mắt ăn dài quá mau đậu nành, không nghĩ đối phương đẩy đẩy đôi mắt, mỉm cười nói, nguyên lai là mốt đậu A, không nghĩ tới này phương Bắc thế nhưng cũng có người sẽ làm. Diệp Kiều lập tức mở to hai mắt, ngài thế nhưng biết, khi đương nhiên, nhìn không ra đến đây đi. Ta là nam giang tỉnh người. Trung niên nam nhân chớp chớp mắt, rộng rãi mà cười to ra tiếng, nhìn không ra tới, ngài thân cao không quá phù hợp nam giang tỉnh đặc thù, nam nhân vóc người cao lớn, nhìn ra ít nhất 185cm, nam giang tỉnh là phương nam đất liền tỉnh thị, ở Diệp kiều trong ấn tượng, bất luận nam nữ đều có điểm thấp bé, cho nên ta này không phải đến thành phố Bắc Hà tới sao. Nói xong, nam nhân không chút do dự khai ăn. Ân. Ừ. Hương vị thật không sai, so với ta phía trước ăn đến hương vị đều phải hảo này đậu nành chất lượng cao tiểu cô nương thủ nghệ của ngươi cũng rất lợi hại nha nơi nào ngày quá khách khí diệp kiều ngượng ngùng mà cười ba người thấu một bàn nam nhân tự giới thiệu một chút nguyên lai like hắn là lại đây công tác cụ thể là cái gì công tác hắn không có lộ ra nhưng là diệp kiều nhìn hắn ăn mặc cùng cách ăn nói cảm giác trước mắt nam nhân cũng không đơn giản có khả năng là trấn trên cái nào nhà xưởng mời đến cao cấp kỹ thuật nhân viên đại hà trấn có cái gì nhà máy tới diệp kiều trong đầu nhanh chóng tính toán nam nhân lại mua hai cái thịt đồ ăn kêu một chén cơm mời diệp kiều cùng trương thúy thúy cùng nhau ăn diệp kiều cự tuyệt trương thúy thúy lại một chút đều không sợ hãi lo liệu có tiện nghi không chiếm là vương bác đảng người thành thật ý niệm không chút do dự gắp một khối thịt kho tàu kiều kiều ăn ngon nha ngươi cũng tới một khối bất đắc dĩ mà nhìn về phía nhà mình bà bà Diệp Kiều tính toán đợi chút cần thiết còn ân tình này. Miêu Thúc, ngươi xem chúng ta thôn cái này tương ớt sẽ có nguồn tiêu thụ sao? Miêu Vĩ dừng lại chiếc đũa, lấy ra khăn tay xoa xoa miệng, lần này duỗi tay chỉ hướng đã bị chính mình ăn không một đoạn pha lê vại. Ta cảm thấy khẳng định có nguồn tiêu thụ. Các ngươi thôn kêu hạ hà, hà thôn đúng không? Ân, hành, ngươi này vại tương ớt trước bán cho ta. Quá mấy ngày, ta cho ngươi xác thực tin tức. Miêu vĩ từ áo trên túi lấy ra bút máy cùng một cái tiểu vỡ, xoát 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 mà ở trên vỡ viết một hàng tự. Năm ngày sau, nếu ngươi còn không có được đến nguồn tiêu thụ, đến cái này địa chỉ tới tìm ta, thấy địa chỉ trong nháy mắt kia, Diệp kiều đồng tử co chặt. O, thành phố Bắc Hà Chính Phủ văn phòng lầu một, Miêu vĩ, nàng còn tại Hà Hà thôn hỗn đâu, liền đụng phải thành phố Bắc Hà Chính Phủ người, Diệp kiều có điểm choáng váng, dây tiếp theo liền cao hứng lên có tòa thị chính làm hậu thuẫn, nàng tương ớt nguồn tiêu thụ không cần sầu. Đừng hỏi vì cái gì Diệp Kiều thấy cái này địa chỉ liền tin, 70 niên đại còn không có người dám lung tung làm bộ nhân viên chính phủ, cảm ơn ngài. Diệp Kiều đặc biệt thành khẩn nói cảm ơn, lôi kéo nhà mình bà bà đứng dậy. Miêu thúc, này vậy tương ớt liền đưa ngài. Ngươi tùy ý xử trí, lúc sau nếu còn cần có thể đến hạ hà, hà thôn tới, tìm thôn trưởng, tìm ta đều được không đợi miêu vĩ trả lời diệp kiều lôi kéo bà bà xoay người liền đi nàng thật sự là không muốn cùng đối phương ngươi tới ta đi mà đẩy tiền ai 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 kiều kiều ngươi chậm một chút trương thúy thúy bị con dâu lôi kéo đi không ngừng mà quay đầu lại không tha mà nhìn còn thừa vài khối thịt kho tàu từ từ miêu vĩ chạy nhanh đuổi theo ra tiệm cơm quốc doanh nhưng là diệp kiều đi thật sự quá nhanh bóng người cũng chưa khoảng cách tiệm cơm quốc doanh chỉ có mấy mét hẻm nhỏ, Trương Thúy Thúy khó hiểu hỏi, Kiều Kiều, chúng ta không thu tiền, quá lỗ vốn đi. Bờ của 789 com Diệp Kiều cười gật đầu, yên tâm đi mẹ, này bút mua bán chúng ta tuyệt đối kiếm quá độ, khả năng nửa tháng sau, chúng ta tương ớt liền phải tiến vào chính phủ cơ quan nhà ăn đâu, ân. Trương Thúy Thúy có điểm nghi hoặc, Diệp Kiều nói sang chuyện khác, mẹ, Dư lại này vậy tương ớt chúng ta đi ngõ nhỏ bên trong tìm người giao dịch đi. A. À. Này. Như vậy được không? Có thể hay không bị bắt được? Trang web bản chương nội dung chậm, thỉnh đọc mới nhất nội dung, thỉnh rời khỏi chuyển mã giao diện, thỉnh đọc mới nhất chương. 789 vị ngươi cung cấp nhanh nhất xuyên thư 70, thành nhà giàu số một sớm chết nguyên phối đổi mới, chương 14 lục thừa rời đi đệ 16 thiên, tưởng hắn miễn phí đọc. HTTPS, BQG 789, chương 15 chợ đen giao dịch, vừa nghe Diệp Kiều nói cái này, Trương Thúy Thúy liền kinh hoảng mà mọi nơi nhìn xung quanh, thật sự sợ hãi dây tiếp theo liền có người lao tới bắt các nàng hai, không có việc gì, ta nghe Lục Thừa nói qua. Lục Thừa mấy năm trước tích góp xuống dưới kia 300 đồng tiền chính là thông qua chợ đen giao dịch, câu cửa miệng nói, có nhu cầu liền có thị trường. Thập niên 70 đã bắt đầu có người dần dần giàu có, nhu cầu cũng tùy theo gia tăng, thị trường rộng lớn. Dựa theo lục thừa phía trước miêu tả quá phương thức, Diệp Kiều mang theo bà bà tới rồi trấn trên chỗ sâu nhất, nơi này bốn phương tám hướng đều vần quanh phức tạp hẻm nhỏ, người xa lạ căn bản nhận không ra lộ, liền tính là có người tới bắt bắt, đại gia tứ tán khai chui vào ngõ nhỏ nội cũng có thể nhanh chóng thoát thân. Diệp Kiều kéo Trương Thúy Thúy đi vào thị trấn chỗ sâu nhất hẻm nhỏ bên cạnh, ngõ nhỏ đã có người ở trộm đạo giao dịch, nhưng là đều thực cẩn thận, trên cơ bản đều là nói mấy câu nói xong liền lập tức phân công nhau rời đi, an toàn tính cũng không tệ lắm. Diệp Kiều âm thầm nghĩ, nàng vẫn chưa sốt ruột tiến vào, mà là đứng ở chân tường phía dưới, một bên nghỉ ngơi, một bên quan sát bên trong tình huống, bởi vì nàng đang đợi, chờ giữa trưa hai điểm thái dương nhất liệt thời điểm, đó là ngày độc, mọi người phần lớn nghỉ trưa, rất ít có người sẽ mạo cực nóng thái dương ra cửa đi dạo sẽ ra tới đều là mang theo mãnh liệt mục đích người chờ đến thời gian không sai biệt lắm khi diệp kiều mới mang theo trương thúy thúy hướng trong đi giờ phút này đúng là một ngày trung nhất nhiệt thời điểm nhưng ngõ nhỏ người lại so với phía trước nhiều không ít mỗi người đều đem thanh âm áp đến thấp nhất chỉ có dựa vào thật sự gần mới có thể nghe thấy đối phương đang nói cái gì trải qua vừa mới quan sát diệp kiều tỏa định một cái đầy mặt nôn nóng hồng y thẩm tử xem nàng quần áo trang điểm không giống người nghèo vẻ mặt cũng mang theo vội vàng diệp kiều do dự một chút liền hướng thẩm tử bên kia đi trương thúy thúy đi theo một bên trong lòng sợ hãi không thôi này nếu như bị bắt còn không được ngồi tù tử kiều kiều a à, nếu không chúng ta vẫn là nàng lời nói còn chưa nói xong liền nhìn thấy một bên hai người giao dịch mua đồ vật nam nhân từ trong túi lấy ra tiền giao cho bán gia chợt lóe mà qua hai trương đại đoàn kết xem đến trương thúy thúy kinh ngạc mạch danh hai trương đại đoàn kết Bọn họ một nhà quanh năm suốt tháng cũng mới kiếm như vậy điểm tiền, liền như vậy trong chốc lát cái kia bán ra liền kiếm được. Nguyên bản tính toán khuyên Diệp Kiều trở về trương Thúy Thúy hoàn toàn an tĩnh lại, hai trương đại đoàn kết kích thích quá lớn. Diệp Kiều đi vào thẩm tử bên người, thấy nàng đang ở dò hỏi một lão nhân trong lòng ngực một túi ớt cây bán thế nào, kết quả hai người chưa nói hai câu, lão nhân khiến cho thẩm tử chạy nhanh đi, như thế nào còn không cho nếm. Thật là ta lại không phải không có tiền. Diệp Kiều nghe được Hồng Y Thẩm Tử nói, liền nhỏ giọng hỏi, ngài đây là muốn mua cái gì? Hồng Y Thẩm Tử vừa chuyển đầu, nhìn thấy là cái tuổi trẻ cô nương cùng một cái phụ nữ trung niên, nhìn đều rất quen thuộc, liền thả lỏng một ít cảnh giác. Ta tưởng mua điểm hàm cây thức ăn, trải qua Hồng Y Thẩm Tử một phen giải thích, Diệp Kiều mới hiểu được, Thẩm Tử nữ nhi hiện tại mang thai 6 tháng, lại nghiêm trọng nôn ngén, một chút bình thường đồ vật đều ăn không vô đi, mỗi ngày nháo muốn ăn cái gì lại hàm lại cây đồ ăn nàng nhà chồng thử qua rất nhiều đồ ăn cũng chưa làm nàng vừa lòng hai ngày này cơ hồ không nghĩ quản nàng nếu không phải thẩm tử thăm người thân vừa lúc gặp được nàng nữ nhi đỉnh bụng to lên phố thượng tìm ăn nàng còn không biết đâu dù sao cũng là chính mình trên người rơi xuống một miếng thịt nơi nào có không đau lòng đạo lý chính là nàng cũng nếm thử cấp nữ nhi làm hàm cây thức ăn nhưng nữ nhi chết sống ăn không vô đi nhưng trong nhà đã không có ớt cây lúc này mới nghĩ ra tới mua điểm cây ớt cây trở về tiếp theo làm trương thúy thúy cũng là sinh quá nữ nhi người đối đại nữ nhi lục giai là thiệp tình yêu thương vừa nghe vu hồng hà lời này lập tức đồng cảm như bản thân mình cũng bị nghĩ dịp kiều vừa lúc mang theo tương ớt đâu vội vàng nói mua cái gì ớt cây a à? ngươi nếm thử nhà ta tức phụ làm đậu nành tương ớt bảo đảm ngươi khuê nữ thích ăn này có thể nếm vừa mới nàng tưởng nếm cái ớt cây nhân gia đều sinh khí muốn đuổi nàng đâu có thể nếm chính là chúng ta cái này ớt cây dùng số lượng lớn cùng giống nhau ớt cây không giống nhau ta sợ ngươi ăn không quen bình thường ớt khô giống nhau đều là ớt tứ xuyên thất tinh ớt cây độ giống nhau ngày thường xào rau phóng mấy cái có khả năng đều ăn không ra hương vị nàng vì có thể làm tương ớt khẩu vị càng dai tuyển dụng còn lại là lại hương lại cây ớt cây vương vừa lúc vừa lúc hồng y thẩm tử đôi mắt đều sáng, nữ nhi của ta hiện tại liền ghét bỏ ớt cây không đủ cây đâu, Diệp Kiều mở ra pha lê bình, dùng sạch sẽ cái muỗng múc một ít đảo tiếng thẩm tử tự mang chén nhỏ, hiện tại màu đen giao dịch nhưng không có bao ni lon, hộp nhựa mấy thứ này, nhưng phàm là mua thức ăn, kia đều là người mua nhà mình khí cụ, thẩm tử muốn mua ớt cây, liền mang theo cái bệnh vượt rổ, rổ che lại bố, bên trong còn trang mặt khác đồ vật. Thẩm Tử từ cầm lấy một tiểu viên đậu nành phóng tới trong miệng, quả nhiên lại hàm lại cây. Tuy rằng chính mình bị cây đến nước mắt đều phải chảy xuống tới, trên mặt cười lại càng ngày càng sáng lạng, ăn ngon a. À? Này hương vị thật là lại hàm lại cây, thực phía trên, mặc dù không mang về nhà, nàng giờ phút này đều có thể khẳng định này tuyệt đối chính là nàng nữ nhi muốn ăn đồ vật, nhưng là vì bảo hiểm khởi kiến nàng vẫn là cẩn thận mà dò hỏi có thể hay không trước mua một chút trở về làm nữ nhi nếm thử cái này không thành vấn đề chính là chúng ta lần này ra tới vội vàng không mang có thể trang tương ớt đồ vật diệp kiều có chút khó xử thẩm tử trực tiếp cầm chén đưa qua đi liền dùng ta chén trang liền thành nữ nhi của ta gia ly đến không xa mới nói được câu này sợ hãi tiết lộ địa chỉ thẩm tử liền không hề đi xuống nhiều lời xoay cái đề tài nói, nếu là ta khuê nữ thích ăn, lần sau ta khẳng định cùng ngươi nhiều mua điểm, thành. Một vòng sau ta còn tới nơi này, nếu ngươi muốn, vẫn là thời gian này điểm tới chỗ này chờ liền thành, một vòng sau, mới nhất một đám đậu nành tương ớt hẳn là là có thể ăn. Diệp Kiều tính kế một chút thời gian, ưng thuận lần sau gặp mặt hứa hẹn, nếu ở tiệm cơm quốc doanh gặp được cái kia đại thúc đáng tin cậy nói, nàng trong tay gần nhất này hai nhóm tương ớt đều không lo nguồn tiêu thụ kể từ đó diệp kiều thuận lợi bán ra một chén nhỏ tương ớt kiếm lời năm phần tiền mà bởi vì vừa mới thẩm tử đối tương ớt ca ngợi cũng hấp dẫn một ít tò mò quần chúng chú ý nàng đi rồi liền có người tới dò hỏi cái này tương có thể trước nếm thử không có thể ở chỗ này bán diệp kiều cũng không ngóng trong một chỉnh bình đều có thể bán đi hàng rời bán cũng không tồi trải qua tốt năm tốt ba người qua đường nhấm nháp, Diệp Kiều cùng Trương Thúy Thúy bên này xin ý lập tức liền rực rỡ lên. Diệp Kiều phụ trách bán tương ớt cùng lấy tiền, Trương Thúy Thúy thì tại một bên đánh trợ thủ, ra sức tuyên truyền, thuận tiện từ bên cạnh người nơi đó dùng tương ớt thay đổi một ít da giấy giấy trở về. Thực mau tương ớt liền bán xong rồi, Diệp Kiều không có trực tiếp tính tiền, mà là kéo lên Trương Thúy Thúy chạy nhanh ra ngõ nhỏ. Vừa mới các nàng hai động tỉnh quá lớn, diệp kiều cũng có chút sợ hãi bị người theo dõi thẳng đến rời đi đại hà trấn đi ở đi đi xuống hà thôn đường nhỏ thượng diệp kiều mới lấy ra một phen toái tiền tới cùng trương thúy thúy cùng kiểm kê năm phần năm mau sáu mau tổng cộng bán sáu mau năm đâu trương thúy thúy giờ phút này cũng nhìn không ra ngay từ đầu sợ hãi tới ngược lại đối đi chợ đen kiếm tiền có chút nóng lòng muốn thử kiều kiều muốn người đem ngươi làm tương ớt đều bắt được kia nhỏ nhỏ đi mua nhà chúng ta nào còn dùng xuống đất vất vả kiếm công điểm a diệp kiều nếu là thật như vậy lục gia trên dưới bảy khẩu người sợ là thực mau liền phải ở trong tù tương xem nước mắt hai hàng mẹ việc này cũng không thể nói bậy hiện tại quốc gia vẫn là không cho tự mình mua bán trương thúy thúy lại đối tiền tài thượng đầu cái này ta biết nhưng ta xem kia nhỏ nhỏ người đến người đi mọi người đều mua tới mua đi cũng không gặp ai xảy ra chuyện a à. xảy ra chuyện đều bị trảo đi vào đương nhiên nhìn không tới vì đánh mất trương thúy thúy tham tiền tâm tư diệp kiều cố ý lợi dụng chính mình thanh niên trí thức học bá thân phận giảng thuật bị trảo sau nghiêm trọng hậu quả chiêu này quả nhiên hữu dụng trương thúy thúy vừa nghe tự mình buôn bán bị bắt lấy sau còn muốn tao phê đấu lập tức đánh mất làm to làm lớn ý niệm trang web bản chương nội dung chậm thỉnh đọc mới nhất nội dung thỉnh rời khỏi chuyển mã giao diện chỉnh đọc mới nhất chương 789 vì ngươi cung cấp nhanh nhất xuyên thư 70 thành nhà giàu số một sớm chết nguyên phối đổi mới chương 15 chợ đen giao dịch miễn phí đọc hạt TTPS bcrg 789 chương 16 xoay ngược lại miêu vĩ từ diệp kiều trong tay mang đi tương ớt lúc sau lại đem thành phố bắc hà quanh thân quản hạt lớn lớn bé bé hương trấn toàn bộ thăm viếng một lần hai ngày sau trở lại thành phố bắc hà miêu vĩ nghe nói hiện tại lãnh đạo gánh hát đối với làm giàu căn bản không có bất luận cái gì manh mối liền đem diệp kiều làm tương ớt giao cho văn phòng chủ nhiệm cái này tương ớt cấp cơ quan nhà ăn dùng dùng xem văn phòng chủ nhiệm kỷ liên minh mấy ngày trước nghe nói hàng không thị trưởng khi liền phi thường không cao hứng hắn vốn dĩ cho rằng tiền nhiệm thị trưởng thăng chức nguyên lai phó thị trưởng có thể thuận lợi đi lên mà hắn cái này văn phòng chủ nhiệm cũng có thể lại hướng lên trên đi một bước nói không chừng có thể hỗn cái thường vụ phó thị trưởng đương đương. Không từng tưởng mặt trên trực tiếp hàng không một cái thị trưởng lại đây, những người khác một chút dịch vị trí cơ hội đều không có. Bọn họ thành phố Bắc Hà hiện tại chính là miêu vĩ vị này thị trưởng lớn nhất, bởi vì đương nhiệm một tay thư ký thành ủy đã tới gần về hưu, cơ bản mặc kệ sự, đại bộ phận thời gian đều ngốc tại làm hưu sở, rất ít tới tòa thị chính. Kỷ liên minh trong lòng không cao hứng, nhưng miêu vĩ dù sao cũng là thị trưởng, hắn chỉ là cái chủ nhiệm, cũng không dám nói thêm cái gì, chỉ âm dương quái khí mà tới một câu. Miêu thị trưởng hai ngày này nguyên lai like là đi làm tương ớt đi, Miêu Vĩ bình tĩnh mà nhìn hắn một cái, nói, hảo, ta nơi này không có gì sự, ngươi đi ra ngoài vội đi, nói xong liền không hề để ý tới kỹ liên minh, cúi đầu lật xem văn kiện, kỹ liên minh chán nản với ngực, muộn thanh trở về một câu, liền cúi đầu ra thị trưởng văn phòng, đến nỗi tương ớt sao, kỷ liên minh căn bản không để trong lòng ăn cơm thời điểm thuận tay liền cho nhà ăn đầu bếp mập mạp đầu bếp ngay từ đầu căn bản không rõ sao lại thế này thẳng đến hắn nếm tới rồi tương ớt hương vị thực mau cơ quan nhà ăn sở hữu đồ ăn phẩm toàn bộ dùng dịp kiều tương ớt kỷ liên minh lại lần nữa đi vào nhà ăn ăn cơm khi bởi vì đồ ăn quá mức ăn ngon nhịn không được khen béo đầu bếp hai câu không nghĩ tới đối phương lại nói này nơi nào là ta công lao a à? Này rõ ràng là ngài cho ta tương ớt ăn ngon, kỹ liên minh sửng sốt, lúc này mới nghĩ đến trước một ngày mới cho đi ra ngoài miêu vĩ mang đến tương ớt, này đó đều là dùng kia bình tương ớt làm. Kỹ liên minh cảm thấy không thể tưởng tượng, nhưng hắn giờ phút này như củ sờ không chuẩn này tân thị trưởng là ý gì, trở lại văn phòng khi, can sự tiểu lý đem quản lương công xã xin kiến đậu nành xưởng thực phẩm báo cáo lấy lại đây lòng tràn đầy đều là Tân thị trưởng rốt cuộc muốn làm cái gì, Kỷ Liên Minh xem cũng chưa xem, trực tiếp bác bỏ. Chủ nhiệm, này, tiểu lý còn tưởng lại giúp lão thôn trưởng tranh thủ hạ, kết quả Kỷ Liên Minh trực tiếp đem hắn đổ trở về, quản lương công xã trị hạ chỉ có một hạ hà, hà thôn thích nhất loại đậu nành, như vậy tiểu một cái thôn kiến cái gì nhà xưởng, này không phải ăn no căng sao? Đừng tưởng rằng tùy tiện đánh cái kinh tế báo cáo là có thể chiếm chúng ta xã hội chủ nghĩa tiện nghi bọn họ chỗ đó đậu nành có cái gì gia công sự tất yếu mỗi lần không đều là trực tiếp lên men làm phân bón lương phân hóa học dùng sao liền này còn tưởng kiến xưởng quả thực là hồ nháo tiểu lý nhìn ra kỹ liên minh cảm xúc không tốt thức thời mà lui xuống kết quả vài phút lúc sau miêu vĩ thông tri toàn thể lãnh đạo gánh hát mở học sẽ thượng miêu vĩ cũng không có trực tiếp hạ đạt chỉ thị mà là hỏi đại gia hôm nay cơm trưa ăn ngon không ăn ngon Tuy rằng vẫn là ngày thường kia vài đạo, nhưng tựa hồ bỏ thêm mặt khác đồ vật, hương vị càng thơm. Đúng vậy, đặc biệt kia nói tiểu xào thịt, lại hương lại cây. Đặc biệt ăn với cơm, ta nhìn tựa hồ là bỏ thêm một loại tương ớt a. À. Mọi người sôi nổi tỏ thái độ. Duy độc kỹ liên minh giờ phút này trầm mặt xuống dưới, bởi vì hắn tựa hồ Minh Bạch Miêu Vĩ kế hoạch, nhưng như cũ có chút sờ không tới đầu óc. Mọi người đều cảm thấy ăn ngon. Miêu Vĩ hỏi mọi người sôi nổi gật đầu đáp lại. Miêu Vĩ được đến khẳng định đáp án, lúc này mới bắt đầu giảng thuật tương ớt lai lịch, hơn nữa lấy ra vừa mới kỹ liên minh xem đều lười đến xem quản lương công xã kiến xưởng sinh, xin mặt trên viết kiến xưởng địa chỉ rõ ràng là tại Hà Hà Thôn. Kỹ liên minh vừa thấy, trực tiếp ngồi không yên, trên mặt bắt đầu mạo mồ hôi. Này mới nhậm chức thị trưởng không phải là tưởng lấy hắn khai đao đi, này phân kiến xưởng sinh ta nhìn, viết thực hảo sao tương ớt đại gia cũng ăn, cũng ăn rất ngon, khi đại gia cảm thấy cái này hạng mục tiền cảnh như thế nào, chúng ta nhà ăn muốn hay không cũng mua sắm một đám, miêu vĩ đều nói như vậy, phía dưới người tự nhiên nhất trí đồng ý, huống hồ này tương ớt là thật sự ăn ngon, bên này kỹ liên minh lo lắng hải hùng mà mở ra sẻ Bên kia tiểu lý đã đem kiến xưởng bị bác bỏ tin tức nói cho đi theo công xã thư ký cùng nhau tới thành phố lão thôn trưởng Lưu, Thiên Hà. Lần này tân thị trưởng lại đây, Bọn họ phía dưới người đều vội vàng tới mở họp, không cầu thị trưởng nhớ kỹ bọn họ, ít nhất muốn cho bọn họ phía dưới cán bộ nhớ kỹ thị trưởng bộ dáng, nếu không đi ở trên đường nhận không ra bổn thị thị trưởng, bọn họ cũng quá mất mặt. Lưu Thiên Hà vừa nghe lãnh đạo nhóm thế nhưng còn ở dùng lão ánh mắt đối đãi bọn họ thôn đậu nành, cũng có chút nóng nảy, hắn tưởng giải thích hai câu, lại bị Tiểu Lý ngăn lại, "Nếu không ngươi đem các ngươi kiến xưởng kỹ càng tỉ mỉ kế hoạch viết một chút thử lại." lần này lần này liền trước thôi bỏ đi lưu thiên hà vừa nghe lời này liền cảm thấy bên trong khẳng định có miêu nị nhưng cũng không tiện hỏi nhiều chỉ có thể ứng hòa hai tiếng đi về trước quá hai ngày lại đến thử xem hoa khai hai đóa, cắt điểu một chi bên này đã tới rồi thâm thành đang ở ga tàu hỏa nằm vùng chờ giao thông công cộng lục thừa ở dịp kiều nghĩ đến hắn nháy mắt đột nhiên đánh cái hắt xì nhưng người này ôm chính mình bao như củ vẻ mặt mỹ tư tư xem đến trương triệu cùng đại ngư liên tục lấy làm kỳ ta đại ca thật là thay đổi còn không phải sao liền kết cái hôn lục ca cùng đột nhiên thay đổi cá nhân dường như vẻ mặt thê nô hình dáng lưu đại ngư liếm liếm chính mình khô ráo môi mắt trông mong mà nhìn về phía lục thừa trong lòng ngực bao đợi chút cũng không biết còn có thể hay không ăn đến đại tẩu làm thịt gà làm cùng tương ớt nghe vậy vẻ mặt căm giận trương triệu cũng thay đổi cái bộ dáng vẻ mặt nịnh nọt mà để sát vào lục thừa Pháp, bờ của G789, lục ca, ngươi xem nơi này lập tức liền phải đến cơm điểm, chúng ta muốn hay không đi trước mua điểm màng thầu trở về ăn, dịp kiều chuẩn bị 30 cái màng thầu đã sớm bị bọn họ ba cái tráng tiểu tử ăn sạch, kia bình tương ớt cũng chỉ dư lại một cái đế nhi, trương triệu cùng lưu đại ngưu đều mắt trông mong mà nghĩ cái này đế nhi đâu, trước làm chính sự, quay đầu lại lại ăn. Lục thừa tại đây ba người tiểu đội ngủ, nói chuyện còn là phi thường có trọng lượng, hơn nữa Diệp Kiều cho hắn mang thịt gà làm cùng tương ớt đều mau ăn xong rồi, lúc sau hắn ở Thâm Thành đã có thể ăn không đến, cho nên hắn thật sự không nghĩ đem cuối cùng một chút lập tức phân ăn luôn. Mấy người ngồi trên xe buýt, ban đêm Thâm Thành hoàn toàn không giống bọn họ thành phố Bắc Hà như vậy đen như mực một mảnh, ngược lại có chút địa phương là có ánh sáng. Lục thừa xuyên thấu qua cửa sổ xe nhìn về phía ngoài cửa sổ những cái đó giờ phút này không thuộc về hắn tốt đẹp, trong lòng âm thầm thề, tương lai nhất định cũng làm dịp kiều quá thượng như vậy tốt nhật tử. Chờ xe đi vào điện tử thành sau, ba người xuống xe, lập tức bị trước mắt người đến người đi cảnh tượng kinh tới rồi. Hiện tại đã trời tối, điện tử thành lại đèn đút sáng trưng, đám đông ồ ạt, không hề có đóng cửa về nhà ý tứ, đồng hồ, tivi, radio, băng từ, đĩa nhạc học tập cơ các loại gặp qua chưa thấy qua nghe qua chưa từng nghe qua sản phẩm điện tử cái gì cần có đều có làm người hoa cả mắt trương triệu nguyên bản đi qua hương thành đầu cơ trục lợi quần áo lúc ấy hắn thẳng đến thương trường bán phá giá đi mua vài món thương gia đang ở xử lý quần áo trở về không nghĩ tới liền này còn kiếm lời không ít tiền cho nên hắn lần này như cũ tính toán như vậy làm nhưng lục thừa lại ngăn lại hắn nơi này mua đồ vật quá nhiều hơn nữa sản phẩm điện tử giá cả không tiện nghi, ngươi như vậy mua chỉ sợ sẽ lỗ vốn, a. À. Nhưng ta lần trước ở Hương Thành chính là như vậy làm a. À. Trương Triệu có chút khó hiểu sờ sờ đầu óc, lục thừa trải qua sau khi tự hỏi, giải quyết dứt khoát, nơi này quá lớn, đồ vật chủng loại cũng nhiều, chúng ta trước tìm cái lữ quán nghỉ ngơi một đêm, ngày mai cùng nhau tới làm điều nghiêng, nhìn xem cái gì bán đến hảo, trang web bản chương nội dung chậm thỉnh đọc mới nhất nội dung, thỉnh rời khỏi chuyển mã giao diện, thỉnh đọc mới nhất chương. 789 vì ngươi cung cấp nhanh nhất xuyên thư 70, thành nhà giàu số một sớm chết nguyên phối đổi mới, chương 16 xoay ngược lại miễn phí đọc. HTTPS, bờ quờ g 789, chương 17 thành phố người tới, lão thôn trưởng Lưu Thiên Hà ngồi ở thôn đầu đại thụ hạ hút thuốc, nhìn trong đất nặng triệu cây đậu, có điểm phát sầu, năm nay bọn họ thôn cây đậu lại muốn được mùa, Ai, phía trước Diệp Kiều tìm được hắn khi, hắn là như thế lời thề son sắt, nhưng hôm nay lại, ai có thể nghĩ đến hắn đi thành phố xin làm xưởng thế nhưng bị bác bỏ, mà lý do cư nhiên là đậu nành lên men sau chỉ có thể đương phân hóa học. Tuy rằng can sự làm hắn quá mấy ngày sau lại đi xin, nhưng ai đều biết này chỉ là đối phương lấy cớ. Trở lại trong thôn lão thôn trưởng căn bản không có mặt đi gặp Diệp Kiều. Thôn trưởng? Thôn trưởng, chuyện gì? Lưu Thiên Hà không cao hứng mà ngẩng đầu nhìn về phía sườn núi thượng nhân, không nhìn thấy hắn cảm xúc không tốt sao, chuyên môn chọn như vậy thời gian tới quấy rầy hắn. g 789 c 0 m sườn núi thượng người trẻ tuổi thở hồng hộc mà không người đỡ đầu gối, một hồi lâu mới nói ra tiếp theo câu nói, "Thôn trưởng." "Ngươi mau hồi thôn vĩ hội, có người tới tìm ngươi, ai a?" À? Lưu Thiên Hà đứng dậy, nghi hoặc không thôi nghe bọn hắn nói là tòa thị chính tới, Lưu Thiên Hà hít hà một hơi, lập tức hướng sườn núi thượng chạy, này tay chân lanh lẹ bộ dáng quả thực nhìn không ra tới hắn đã 60 nhiều, tới rồi sườn núi thượng, hai người nhanh chóng hướng trong thôn đuổi, còn không có vào thôn ủy sẽ đại môn, xa xa mà, Lưu Thiên Hà liền thấy hình bóng quen thuộc. Thế nhưng là tòa thị chính văn phòng chủ nhiệm Kỷ Liên Minh tự mình tới, Kỷ Liên Minh cười ha hả mà nắm lấy lão thôn trưởng tay, nhất phái hòa ái dễ gần bộ dáng. A nha, lão Lưu A, lần trước ngươi nói làm xưởng sự tình, thành phố phi thường coi trọng, này không, đã phê duyệt xuống dưới, còn phái ta lại đây cho ngươi phụ một chút đâu, cái gì? Lưu Thiên Hà vẻ mặt khiếp sợ, rõ ràng phía trước còn nói bọn họ thông đậu nành chỉ xứng đương phân hóa học, này như thế nào quay đầu hướng gió liền thay đổi, nhưng là Lưu Thiên Hà cũng không ngu, lập tức nhiệt tình mà đáp lại, kia thật sự là quá tốt, chúng ta hạ hà thôn toàn thể thôn dân rốt cuộc có thể có cái hy vọng ta vừa rồi còn trên mặt đất nhìn được mùa đậu nành phát sầu đâu kỹ liên minh xấu hổ cười nghe ra lưu thiên hà trong lời nói bất mãn sự tình lần trước là phía dưới người không nhìn kỹ các ngươi đệ trình báo cáo hắn đã bị ta phê bình qua ngươi yên tâm lần này ta tự mình tới giám sát tuyệt đối có thể làm chúng ta thôn cái này xưởng thực phẩm làm được xinh xinh đẹp đẹp đúng rồi còn có cái kia kêu dịp kiều nữ hoa oa, là các ngươi thôn người đi. Nàng nhưng khó lường Nga, theo sau, kỹ liên minh đem dịp kiều một đốn khen, lão thôn trưởng lúc này mới biết được nguyên lai dịp kiều phía trước đi trấn trên đẩy mạnh tiêu thụ thời điểm gặp mới nhậm, chức thành phố Bắc Hà thị trưởng, khó trách phía trước còn con mắt đều không xem chính mình kỹ liên minh chủ nhiệm sẽ tự mình tới cửa, lưu thiên hà trong lòng môn thanh, trên mặt lại nhìn không ra chút nào, như cũ là khách khách khí khí mà cùng đối phương nói chuyện. Nghe hắn nhắc tới Diệp Kiều, Lưu Thiên Hà cũng thuận thế mời, kỹ chủ nhiệm, nếu ngài không vội mà đi, ta mang ngài đi lục gia nhìn xem. Diệp Kiều bọn họ hẳn là liền ở trong nhà, hảo. Kỷ Liên Minh nói nửa ngày chính là muốn đi trông thấy bị thị trưởng khen vài lần tay nghề người. Nghe nói này tương ớt phối phương chính là nàng cung cấp, không sai, này biện pháp cũng là Diệp Kiều nghĩ đến hai người vừa đi vừa nói chuyện dần dần tới gần lục gia mà giờ phút này lục gia lại không bình tĩnh diệp kiều đã nhiều ngày cùng trương thúy thúy cùng nhau một có thời gian liền hướng trấn trên chạy làm đến lục gia người đối với các nàng hai đều có câu oán hận này không biết còn tưởng rằng các ngươi là thân mẫu nữ đâu nhị tẩu viên hiểu quyên chua địa đạo nhị ca lục kiện cũng có chút ghen ghét diệp kiều có thể cùng nàng thân mụ hỗn đến như vậy hảo tam đệ muội ngươi mấy ngày này đều giúp mẹ làm cái gì, Trương Thúy Thúy không vui, cái gì Kiều Kiều giúp ta, đó là, nhưng tưởng tượng đến các nàng hai lặng lẽ làm sự, ngay cả bên gối người nàng cũng chưa dám nói, lập tức lời nói lại nghẹn đi trở về, làm ngươi sống, quả như vậy nhiều làm gì, tiểu đệ lục trừ cũng có chút tò mò, mẹ, chúng ta chính là tò mò, hơn nữa có chuyện gì là chỉ có các ngươi có thể làm, chúng ta không thể làm, này. Cái này cũng đem Trương Thúy Thúy cấp hỏi kẹt diệp kiều phía trước minh xác cùng nàng nói qua lén mua bán chuyện này nghiêm trọng tính vạn nhất ai miệng rộng cấp thọc đi ra ngoài khi nàng cùng diệp kiều không phải xong rồi sao nhưng không trả lời đi lại có vẻ nàng cùng diệp kiều thực sự có không thể cho ai biết bí mật liền ở trương thúy thúy không nghĩ ra được như thế nào trả lời khi diệp kiều vừa lúc kết thúc giữa trưa công tác trở về nghỉ ngơi lục kiến quốc là dẫn đầu đặt câu hỏi lão tam tức phụ ngươi trước lại đây tâm sự Diệp Kiều về nhà chuẩn bị đi trước tẩy rửa mặt, nghe được công công nói xoay cái công, đi đến trong sân rơm rạ đáp lên lều lớn phía dưới. Làm sao vậy, ba, ba muốn hỏi một chút ngươi, mấy ngày này ngươi cùng mẹ ngươi động bất động liền hướng trấn trên chạy, đều làm gì đi, này không phải ta thông tương ớt làm tốt, ta cùng mẹ đi trấn trên đẩy mạnh tiêu thụ đẩy mạnh tiêu thụ sao? Diệp Kiều cười trả lời, nàng đi trấn trên đẩy mạnh tiêu thụ tương ớt là thôn trưởng đều đồng ý quá, phía trước làm vài nét bút mua bán nhỏ kiếm được tiền cũng đều giao cho thôn trưởng, trướng ngục rõ ràng, chỉ cần nàng chính mình không lớn trầm rầm mà nói ra đi, liền không ai có thể bắt được nàng nhược điểm. Diệp Kiều bất động thanh sắc mà quét mắt nhà mình bà bà, xem nàng đôi mắt run rẩy giống nhau mà triều chính mình khoa tay múa chân, nháy mắt minh bạch hiện nay trạng huống, xem ra bà bà vẫn là đáng tin cậy. Lục kiến quốc lao hai thanh nhân xuống đất mệt nhọc mà chảy xuống tới hãng, trong lòng có chút biệt nữ từng ấy năm tới nay, lục gia vẫn luôn là hắn định đoạt. Nhưng là từ dịp kiều này tân tức phụ vào cửa, nhà hắn con thứ ba cũng thay đổi, nhà mình lão bà tử cũng bắt đầu vây quanh nàng chuyển, làm lục kiến quốc trong lòng vẫn luôn không dễ chịu. Thừa dịp hôm nay có thời gian, lục kiến quốc tính toán hảo hảo tạo một chút hắn dĩ vãng một nhà chi chủ quyền uy, lão, tam tức phụ, lão tam hiện tại không ở nhà, người nơi nơi chạy, ảnh hưởng không tốt lục kiến quốc luôn luôn lời nói không nhiều lắm lại có mười phần mà uy áp hai mắt sắc bén mà nhìn thẳng diệp kiều hắn những lời này vừa ra khỏi miệng ở đây lục gia người tức khắc đều dọa sợ một đám im như ve sầu mùa đông đại thở dốc cũng không dám có một cái trương thúy thúy cũng không dám lại làm mặt quỷ cúi đầu đi sờ trên mặt đất đậu nành bắt đầu lột xác diệp kiều đời trước làm đỉnh cấp đầu bếp gặp qua đại nhân vật nhiều đi lục kiến quốc điểm này uy nghiêm còn dọa không được nàng trên mặt nàng mang theo mỉm cười không kiêu ngạo không xỉn nịnh ba ta không biết ngài có phải hay không nghe được cái gì tin đồn nhảm nhí nhưng là ta làm người hành đến chính ngồi đến đoan mỗi lần ra cửa cũng đều là cùng bà bà cùng nhau làm cũng đều là đứng đắn công đối công sinh ý đi địa phương không phải tiệm cơm quốc doanh chính là cơ quan nhà ăn ta tuy rằng tới hạ hà, hà thôn không lâu cũng đã đem chính mình trở thành hà hà thôn người vì có thể làm đại gia nhiều mấy mau tiền thu vào ta đỉnh đại thái dương ở bên ngoài chạy sinh ý mỗi ngày buổi tối hai chân đều nóng rác đau nếu như vậy trả giá còn phải không đến các thôn dân nhận đồng ta đây cảm thấy lại tiếp tục đi xuống cũng không có gì ý tứ đợi chút ta liền đi thôn ủy hội cùng lão thôn trưởng nói một tiếng này đẩy mạnh tiêu thụ sống ta không làm lục kiến quốc bị nàng chấn trụ trong tay cầm tẩu hút thuốc tử đều theo bản năng mà siết chặt, hắn không nghĩ tới lão tam tức phụ lại là như vậy có thể nói, động bất động liền thượng cương thượng tuyến, khó trách phía trước lão bà tử đắc ý giàu dạt mà khoe ra quá nàng những cái đó lão đối đầu nhóm bị dịp kiều một người dỗi đến tưởng nhảy sông, trong lúc nhất thời. Lục gia những người khác đều bội phục mà nhìn về phía Diệp Kiều, Lục Kiến Quốc cũng bị đặt tại giữa không trung, không biết như thế nào cho phải, liền tại đây xấu hổ nháy mắt, lão thôn trưởng mang theo người tới kiến quốc a à. các ngươi đều ở nhà đâu ha 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 mau tới trông thấy chúng ta thành phố đại lãnh đạo lưu thiên hà trong lòng cao hứng nha người đều còn không có tiếng sân thanh âm đã vang vọng phụ cận hảo xa khoảng cách ẩn ẩn lục kiến quốc có cái bậc thang chạy nhanh đã đi xuống đứng dậy hướng tới lão thôn trưởng đi đến cùng đại lãnh đạo bắt tay chào hỏi vị này chính là chúng ta thành phố Bắc Hà Đại chủ nhiệm kỹ liên minh kỹ chủ nhiệm, lần này là đặc biệt tới hiệp trợ chúng ta thôn làm xưởng thực phẩm, này không, nghe nói lão tam tức phụ là tương ớt phát minh người, liền tới đây nhìn xem, lục gia người nghe thấy cái này giới thiệu, toàn bộ an tĩnh xuống dưới, không thể tin được chính mình lỗ tai, thôn trưởng, ngài nhưng đừng gạt ta, thành phố lãnh đạo chuyên môn tới xem nhà của chúng ta Diệp Kiều. Viên hiểu quyên quả thực không dám không dám tin tưởng chính mình lỗ tai. Trang web bản chương nội dung chậm, thỉnh đọc mới nhất nội dung, thỉnh rời khỏi chuyển mã giao diện, thỉnh đọc mới nhất chương. 789 vì ngươi cung cấp nhanh nhất xuyên thư 70, thành nhà giàu số một sớm chết nguyên phối đổi mới, chương 17 thành phố người tới miễn phí đọc. HTTPS, bờ 789 chương 18 kiếm được xô vàng đầu tiên, thông trưởng còn chưa nói lời nói, kỹ liên minh mở miệng vị này chính là làm ra đậu nành tương ớt diệp kiều đồng chí đi thực không tồi lão thôn trưởng hảo một phen giải thích mọi người mới tin tưởng nguyên lai thật là thành phố lãnh đạo lại đây lần này thành phố phi thường coi trọng diệp kiều làm đậu nành tương ớt thậm chí trực tiếp vì bọn họ kiến xưởng khai thông đạo màu xanh ai nha ta liền biết nhà của chúng ta kiều kiều có thể hành cũng không uổng phí ta mấy ngày này cùng nàng cùng đi trấn trên đẩy mạnh tiêu thụ tương ớt trương thúy thúy cuối cùng là dương mi thổ khí vừa mới bị người nhà hiểu lầm cùng mấy ngày này ở nhà đã chịu nghi ngờ toàn bộ đảo qua mà quan lục kiến quốc ở biết xuyên áo sơ mi quần dài trung niên nhân là lãnh đạo lúc sau lập tức thấp thỏm lên sợ đối phương phía trước nghe được chính mình trách cứ diệp kiều nói nhéo tẩu hút thuốc tử ở phía sau không nói một lời diệp kiều nhìn ra công công cảm xúc không đúng trương thúy thúy lại để sát vào nàng bên tai nói ra chân tướng hắn nha tức hiếp người nhà vẫn luôn như vậy, chờ người đi rồi thì tốt rồi. Diệp Kiều kinh ngạc mà nhớ mày, khó trách thư trung công công cuối cùng kết cục là bị hù chết, xem hắn vừa rồi bộ dáng thật là nhìn không ra tới hắn trước mặt ngoại nhân thế nhưng nhát gan thành như vậy. Kỷ liên minh biết được mới nhất một đám tương ớt đã có thể dùng ăn, lập tức tỏ vẻ, này đó hắn sẽ toàn bộ mang đi. Chúng ta chính phủ nhà ăn đại sư phụ thực thích ngươi làm tương ớt, nói xào rau thời điểm bỏ thêm cái này tương ớt hắn đồ ăn được hoan nghênh trình độ trực tiếp viên một phen. Ha 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 ha, ta cũng thực thích cái này hương vị a, à, thành. Đợi chút các ngài rời đi thời điểm, ta đem này đó tương ớt tính cả gửi bình đều cấp an bài hảo, bảo đảm có thể thuận thuận lợi lợi mà vận hồi thành phố, Diệp Kiều cười hì hì ứng thừa xuống dưới. Đương nhiên, Diệp Kiều cũng không quên nàng còn cùng Hồng Y thẩm tử có ước định, sẽ lại đi ngõ nhỏ cùng nàng giao dịch vận chuyển thời điểm chuyên môn để lại hai bình xuống dưới. Này phê tương ớt tổng cộng 400 cân tả hữu, dựa theo mỗi cân năm mao tiền mua sắm giá cả tới tính, kỹ chủ nhiệm tổng cộng trả tiền 200 đồng tiền, lập tức kiếm được nhiều như vậy tiền, lão thôn trưởng đều có điểm ngốc, từ khi nào, bọn họ thôn đậu nành chỉ có bị mặt khác thôn cười nhạo phân, nơi nào tưởng được đến, trải qua dịp kiều như vậy một gia công, thế nhưng so đứng đáng lương thực còn đáng giá lão thôn trưởng chân không đau, eo cũng có thể dựng thẳng tới, ngay cả vẫn luôn nhíu chặt mày đều giãn ra khai, chờ kỹ liên minh đi rồi, lão thôn trưởng làm trò lục gia người mặt đem dịp kiều hảo một hồi khen, lại nói chuyện nói lúc sau kiến xưởng sự tình sau, lão thôn trưởng cũng rời đi, lúc sau, lục gia người ở ngắn mũi trầm mặt cùng xấu hổ qua đi, trực tiếp đem dịp kiều bao quanh vây quanh, tam đệ muội, ngươi xem ngươi, đi đẩy mạnh tiêu thụ tương ớt có gì đó chúng ta lại không phải người ngoài, người nếu là trước tiên nói, chúng ta cũng có thể hỗ trợ, nhị tẩu viên hiểu quyên nháy mắt chuyển biến thái độ, vừa mới nàng chính là nghe được, trong thôn muốn tổ chức làm xưởng đâu, còn muốn dịp kiều phụ trách. Xưởng thực phẩm chính thức công A, kia chính là bác sắc, viên hiểu quyên đặc biệt muốn, nhị ca lục kiện cũng ở một bên mắt trông mong mà nhìn, hắn cùng lục kiến quốc tính cách rất giống, ở chính mình tiểu gia nội thực bá vương bên ngoài không quá dám nói lời nói trước mắt bọn họ tiểu gia cũng liền hắn cùng hắn tức phụ hai người lục kiến quốc thấy người ngoài đều đi hết lại khôi phục một nhà chi chủ diễn xuất đã nhận rõ tình thế hắn ho khan một chút nguyên lai các ngươi nương hai thức khuy dậy sớm là vì tập thể làm việc đi khi về sau liền phải hảo hảo làm thiếu người thời điểm nói một tiếng chúng ta lục gia có rất nhiều người là 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 nhị ca nhị tẩu chạy nhanh phụ họa Trương Thúy Thúy lại ở một bên một mình tính kế, nhịn không được đem Diệp Kiều kéo đến một bên đi nói nhỏ, Kiều Kiều A, à, chúng ta mấy ngày này bán tương ớt tiền không phải chúng ta hay sao? Vì cái gì vừa rồi lão thôn trưởng nói lên này số tiền, Diệp Kiều vội vàng giải thích, mẹ, này tương ớt vốn dĩ chính là chúng ta hạ hà, hà thôn tập thể sản nghiệp, chúng ta ra cửa làm là tiêu thụ sống, bán tiền đương nhiên muốn sung công. Ta mỗi một bút trướng đều nhớ rất rõ ràng, thôn trưởng bên kia đều có ký lục hơn nữa thôn trưởng cũng nói năm mạc có thể cho chúng ta hai phát điểm vất vả phí trương thúy thúy tức khắc liền nhục chí ta còn tưởng rằng những cái đó tiền đều là chúng ta đâu diệp kiều bị nàng chọc cười an ủi nàng mẹ kia mới mấy cái tiền nha chúng ta bán nhiều ngày như vậy liền nửa trương đại đoàn kết cũng chưa gom đủ ngài yên tâm chờ chúng ta thôn xưởng thực phẩm sinh ý làm đi lên tiêu thụ trích phần trăm sẽ không thiếu bị Diệp Kiều như vậy một an ủi, Trương Thúy Thúy cũng tiếp nhận rồi, nghĩ lại tưởng tượng, tương ớt dù sao cũng là tập thể đồ vật, nàng là không có biện pháp chiếm đầu to, có thể lấy điểm vất vả phí cũng hảo, tiễn đi đại lãnh đạo. Lưu Thiên Hà liền khí thế mười phần mà mở ra trong thôn quảng bá, phải biết rằng này quảng bá dễ dàng là không thể khai, mỗi lần mở ra đều là có quan hệ chăn toàn thôn đại sự, uy uy uy. Hà hà thôn toàn thể nhân viên, 10 phút sau đến đại nhà ăn cửa tập hợp, hà hà thông toàn thể nhân viên, 10 phút sau đến đại nhà ăn cửa tập hợp, hà hà thông toàn thể nhân viên, 10 phút sau đến đại nhà ăn cửa tập hợp, quảng bá vang lên 3 lần, toàn thông người vô luận trong tay có cái gì việc đều lập tức buông, chạy tới đại nhà ăn, hà hà thông lớn nhất, nhất sang bằng địa phương chính là đại nhà ăn cửa sân phơi lúa, mỗi lần đại hội cũng đều là ở chỗ này triệu khai, phát sinh cái gì đại sự đáng giá ngày mùa thời điểm tập thể tham gia, không biết a, à, một chút tiếng gió đều không có, lục gia người tắt các cửa ngực ngẩng đầu, trạng thái thật tốt, phía trước cùng lục gia người có mâu thuẫn một ít người liền xem bất quá đi, đặc biệt là đã từng ở sau lưng nha dịp kiều lưỡi căng lại bị dịp kiều nhẹ nhàng phản giết kia mấy cái bà tử, lại lần nữa tụ ở bên nhau nhỏ giọng châm chọc, bất quá lần này các nàng học thông minh, không dám thanh âm quá lớn, sợ làm dịp kiều hoặc là trương thúy thúy cấp nghe xong đi hà hà thông toàn thể nhân viên, thông trưởng thanh âm xuyên thấu qua loa truyền đến, tất cả mọi người an tĩnh lại, động tác nhất trí mà nhìn về phía đứng ở trên bàn Lưu Thiên Hà. Lưu Thiên Hà trên mặt cười như thế nào đều che giấu không được, phía trước còn ở bất an các thôn dân cũng biết hôm nay đây là cái tin tức tốt, đều an tĩnh chờ đợi, nói cho đại gia một cái tin tức tốt, chúng ta thôn muốn kiến xưởng thực phẩm. Bán chính là chúng ta nhà ăn đại sư phụ Diệp Kiều chế tạo ra tới đậu nành tương ớt từ giờ trở đi, chúng ta thôn đậu nành không hề là rác rưởi, Không hề là phế vật, nó là chúng ta tương lai hạt đậu vàng, trầm. Nếu nhiệt trong chảo dầu ngã vào một chậu nước, các thôn dân nháy mắt sôi trào lên, thật vậy chăng? Chúng ta thôn thế nhưng cũng có thể kiến nhà máy, kia kia kia. Chúng ta có phải hay không cũng có thể trở thành công nhân, ta về sau chính là công nhân. Ăn lương thực hàng hóa cái loại này thông trưởng ở mặt trên một chút mà cho đại gia giải thích nghi hoặc một đám mà trả lời đại gia vấn đề ly lục gia người tương đối gần còn lại là lập tức vây quanh lại đây bắt đầu nhiệt tình đặt câu hỏi đặc biệt phía trước còn tụ tập ở triệu thẩm chung quanh mấy cái thẩm tử vừa nghe bọn họ thôn có thể kiến xưởng tất cả đều là diệp kiều công lao hơn nữa diệp kiều về sau còn kiêm nhiệm xưởng thực phẩm xưởng trưởng khi quả thực tưởng xuyên qua trở về bóp chết vừa rồi toái miệng chính mình triệu thẩm vừa thấy cũng là hối đến ruột đều thanh. Người nói nàng ghen ghét ai không tốt, thế nào cũng phải ghen ghét lục gia cưới cái trong thành tức phụ. Triệu Thẩm rất xa nhìn đến Trương Thúy Thúy bên người vây quanh một đám người, đang có nói có cười nói chuyện, lập tức cũng hướng bên kia dựa. "Thúy Thúy a, ngươi xem chúng ta đều là vài thập niên giao tình, phía trước thịt heo sự là ta không đúng, ta cho ngươi nhận lỗi." Triệu Thẩm cũng coi như là co được giảng được, thế nhưng đương trường xin lỗi lục gia người giờ phút này đều bận rộn cực kỳ, cơ hồ tất cả mọi người tưởng cùng bọn họ lôi kéo làm quen, đều hy vọng Diệp Kiều kiến xưởng sau có thể dẫn đầu suy xét chính mình gia, làm chính mình người nhà có thể tiến nhà xưởng đi làm. Phải biết rằng hiện tại công nhân, đó là có biên chế, là chính thức công, là bác sắc, là quản cả đời. Nhìn lục gia người bên kia trạng thái, Diệp Kiều may mắn chính mình vẫn luôn đi theo lão thôn trưởng bên người. Xem lão thôn trưởng lời nói giảng không sai biệt lắm, Diệp Kiều lúc này mới tiếp nhận loa, tiếp tục nói chuyện. Đầu tiên, ta phi thường cảm tạ đại gia nguyện ý cho ta cơ hội này, làm ta đảm nhiệm hà hà thôn xưởng thực phẩm để nhất nhân xưởng trưởng. Nếu không có đại gia duy trì, chúng ta đậu nành tương ớt không có khả năng thành công. Cảm ơn đại gia, trang web bản chương nội dung chậm, thỉnh đọc mới nhất nội dung chương 19 toàn thể đại hội, nàng thực thành khẩn mà không lưng cảm tạ, hà hà thôn các thôn dân đều ở dưới dùng sức vỗ tay chờ đại gia một lần nữa an tĩnh lại, Diệp Kiều bắt đầu nói chính mình công tác an bài. Chúng ta xưởng thực phẩm xây dựng không rời đi đại gia duy trì, địa chỉ bước đầu lựa chọn ở đại nhà ăn mặt sau. Đại nhà ăn nguyên lai là trong thôn từ đường, chiếm địa diện tích cực đại, mặt sau phá bốn cũ mới hủy đi thất thất bát bát, chỉ còn lại có phía trước đền thờ. Kỳ thật mặt sau còn có tảng lớn đất trống, bao gồm dịp kiều hiện tại phóng trung tương tiểu viện tử cũng ở đất trống phía trước một chút chỉ cần hơi chút sữa sang lại một chút, xưởng thực phẩm thân xác liền dậy. Xưởng thực phẩm đại khái muốn một tháng thời gian mới có thể kiến hảo, trong lúc này, chúng ta sẽ an bài đại gia công tác, vừa nghe đến công tác, tất cả mọi người dựng lên lỗ tai. Chúng ta công nhân đãi ngộ là thực tốt, dựa theo hiện tại quy định, cơ bản tiền lương là một tháng năm đồng tiền, hơn nửa bột mì hoặc là gạo 20 cân, cái này số lượng lớn đủ một người thức ăn, nhưng là, Chúng ta vừa mới bắt đầu không cần quá nhiều người, nhóm đầu tiên công nhân chỉ cần 20 cái, 20 cái. Hà Hà thôn là phụ cận lớn nhất thôn, thôn dân vượt qua 500 người. Chiêu này xính tỷ lệ cũng quá nhỏ, vừa rồi còn anh em tốt đâu, hiện tại liền biến thành đối thủ cạnh tranh, trừ bỏ công nhân, chúng ta cũng còn cần một người kế toán. Nếu chúng ta thôn có ai có thể đảm nhiệm, có thể tìm ta nhận lời mời không câu nệ với thôn dân. Diệp Kiều tầm mắt như có như không quét về phía nhất bên ngoài góc, nơi đó tụ tập một đám người trẻ tuổi, bọn họ sắc mặt không tốt lắm, tinh thần quể oải. Đúng là cùng Diệp Kiều giống nhau thanh niên trí thức nhóm, hà hà thôn đến trước mắt vì tổng cộng tới ba đợt thanh niên trí thức, Diệp Kiều là nhóm thứ ba bên trong, vừa mới bắt đầu thanh niên trí thức nhóm lại đây, lão thôn trưởng còn thật cao hứng, dần dần mà, hắn liền phát hiện bên trong không thích hợp, thanh niên trí thức nhóm đều văng văng nhược nhược căn bản làm bất động sống nha lại còn có ăn bất lão thiếu lão thôn trưởng là đại nạn đói thời kỳ lại đây nhất quý trọng đồ ăn đối này đó chỉ biết ăn sẽ không làm việc thanh niên trí thức nhóm tự nhiên liền không có sắc mặt tốt vốn dĩ này cũng không có gì nhưng là phía trước phát sinh quá một lần đổ máu sự kiện lão thôn trưởng liền trực tiếp đem thanh niên trí thức nhóm cùng các thôn dân cách ly khai trong một góc Mấy cái người trẻ tuổi đều kinh hỉ không thôi, đặc biệt là làn da trắng nõn, đôi mắt đại đại tôn oánh oánh. Nàng lập tức đối bên người mặt khác thanh niên trí thức nói: "Thật tốt quá, ta cuối cùng không cần xuống đất làm việc, mấy ngày này phơi đến ta đều đen." Một bên Vu Văn Hiên đẩy đẩy chính mình trên mũi mắt kính, biểu tình khó phân biệt nói: "Ngươi hiểu kế toán?" Tôn oánh oánh vẻ mặt kiêu ngạo: "Sẽ a, à, ta ở trong thành thời điểm liền trải qua cái này." Những người khác nhìn Tôn oánh oánh ai cũng không nói chuyện. Bọn họ năm người, xuống nông thôn là từ bất đồng thành thị lại đây, bởi vì đều là thanh niên trí thức, thực mau quen thuộc cũng ôm đoàn. Phía trước vẫn luôn hảo hảo, nhưng Vu Văn Hiên đảo qua mọi người giờ phút này biểu tình, hắn minh bạch lúc sau mấy người quan hệ nhất định sinh ra biến hóa, kế toán chỉ có một người, mà bọn họ mấy cái rõ ràng tất cả đều tưởng tranh một tranh. Vậy các bằng bản lĩnh đi, Diệp Kiều điểm một chút thanh niên trí thức nhóm, âm thầm hy vọng bọn họ có thể bắt lấy cái này khó được cơ hội lại một lần cường điệu chiêu công sự tình chúng ta xưởng thực phẩm là thành phố trọng điểm hạng mục sở hữu có thể tiến xưởng công nhân chỉ xem thực lực không xem mặt khác lời này vừa ra nguyên bản vây quanh ở lục gia nhân thân biên thôn dân sửng sốt một chút không chờ những người khác đặt câu hỏi diệp kiều kết thúc nói chuyện xuống đài lão thôn trưởng lại nói hai câu liền tuyên bố tan học diệp kiều xuống dưới lúc sau trước hết đi vào diệp kiều bên người là lục thừa kia bọn tiểu đệ bọn họ một đám người mênh mông mà đem diệp kiều vây quanh những người khác thật đúng là không dám nói thêm cái gì tẩu tử thật lợi hại lục ca còn nói làm chúng ta chiếu cố ngươi kết quả nhị ngốc hổ thẹn mà gãi gãi đầu tân diệp kiều lại đột nhiên nghĩ đến cái gì nói thẳng đúng rồi ta nghe lục thừa nói hắn có cái huynh đệ trong nhà là thu rách nát là ai tới tẩu tử chính là ngươi trước mắt nhị ngốc a à, ha 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 một đám người hi hi ha ha mà mở ra nhị ngốc vui đùa nhị ngốc không những không tức giận còn cười hì hì gật đầu đúng 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 chính là nhà ta thu rách nát diệp kiều cảm thấy gọi người ta nhị ngốc tóm lại không tốt còn cố ý hỏi tên của hắn kết quả nhân gia chính là kêu nhị ngốc bởi vì mới sinh ra liền ngây ngốc vì hảo nuôi sống hắn ba dứt khoát liền dùng tên này thượng hộ khẩu hãng thật là hố hoa cha Diệp Kiều âm thầm lao đem hãng. Khi nhị ngốc, ngươi có thể hay không giúp tẩu tử một cái vội không? Phía trước Diệp Kiều nghe lục thừa nhắc tới quá một miệng, bọn họ phía trước phá bốn cũ, rất nhiều hiếm lạ lão đồ vật tất cả đều muốn tạp rất, nhưng trên thực tế nơi này thủy rất sâu. Vì thế lục thừa mang theo nhị ngốc cùng một chúng huynh đệ, gạt người trong nhà làm lên lão đồ vật bán trao tay sinh ý. Hơn nữa, nhà bọn họ thu rách nát kia thật là cái gì đều thu, trong đó thứ tốt không ít diệp kiều kiến xưởng yêu cầu rất nhiều thiết bị tuy rằng thành phố cho một ít chi ngân sách nhưng xác thật không quá đủ nàng minh bạch đây là bởi vì thành phố bắc hà quá nghèo duyên cớ cho nên nàng lúc này mới đánh lên xe cần hen thu về lại lợi dụng chủ ý tẩu tử ngài nói ngươi có thể hay không giúp tẩu tử thu một đám sạch sẽ cái bình càng nhiều càng tốt cái này không thành vấn đề chúng ta đều có thời gian đến lúc đó toàn bộ thành phố Bắc Hà Cái Bình đều có thể cấp tẩu tử thu lại đây, đúng đúng đúng, nhị ngốc chỉ là đơn thuần bởi vì cô phụ lục thừa giao phó có chút ấy nấy, mặt khác tiểu đệ nhưng nghe ra Diệp Kiều lời nói kiếm tiền cơ hội, lập tức mở miệng phụ họa, thu phục lục thừa một chúng tiểu đệ sau, Diệp Kiều lại lần nữa bị hạ hà, hà thôn thôn dân vây quanh, các loại vấn đề cùng oanh lạm tạc, Diệp Kiều lại trước sau kiên trì nguyên tắc, chờ thu phục thôn dân sau mấy cái thanh niên trí thức lúc này mới khoan thai tới muộn gọi lại Diệp Kiều. Diệp Kiều, ngươi từ từ, nói chuyện chính là Vu Văn Hiên, nhưng hắn nói xong câu này sau, cũng không có bên dưới, thật sự là, lúc trước đại gia cùng nhau đi vào hạ hà, hà thôn trồng trọt, Diệp Kiều bởi vì diện mạo xuất chúng, ngay từ đầu thực chịu mọi người thích, Vu Văn Hiên cũng từng đối nàng có chút hảo cảm, chính là sau lại. Nàng lại đột nhiên tuyên bố phải gả cho hạ hà, hà thôn có tiếng tên du thủ du thực, lần này đừng nói thanh niên trí thức nhóm kinh thường nàng, ngay cả rất nhiều hạ hà, hà thôn thôn dân liền cảm thấy diệp kiều điên rồi. lớn lên đẹp, có học vấn, vẫn là trong thành tới phần tử tích cực thanh niên trí thức, kết quả liền bởi vì không nghĩ xuống đất làm việc, liền đem chính mình cả đời bán cho một cái làm gì gì không được tên du thủ du thực, cho nên đánh khi đó khởi, sở hữu thanh niên trí thức đều rời xa diệp kiều, ngay cả nàng kết hôn bọn họ cũng chưa xuất hiện bọn họ trước sau cảm thấy Diệp Kiều ném bọn họ thanh niên trí thức mặt, cùng Diệp Kiều nhiều lời một câu đều là ô uế miệng mình, nhưng hiện tại, bọn họ lại không thể không ăn nói khép nép lại đây tìm Diệp Kiều hiểu biết tình huống, làm sao vậy? Các ngươi có chuyện gì sao? Diệp Kiều nhìn trước mắt mấy cái thanh niên trí thức, phía trước nguyên chủ gã cho lục thừa sắc thật là bởi vì nhất thời giận dỗi, bọn họ sẽ rời xa cũng là nhân chi thường tình, cho nên không có gì có trách hay không vương văn hiên lấy hết can đảm nói chúng ta muốn biết một chút kế toán yêu cầu sẽ cái gì đầu tiên khẳng định phải có nhất định học vấn tốt nhất am hiểu toán học nếu đã làm kế toán vậy không thể tốt hơn bất quá cuối cùng có không tuyển dụng còn xem nhận lời mời khi biểu hiện ra ngoài năng lực dịp kiều cười trả lời ta hy vọng các ngươi đều có thể tới thử xem xem các ngươi học một thân bản lĩnh vứt bỏ không cần chỉ làm việc phí sức kỳ thật thực đáng tiếc Công oánh oánh nghe được nếu đã làm kế toán càng tốt khi, nhịn không được khoe khoang lên. Diệp kiều, ta trước kia ở chúng ta thì nhà xưởng đi theo ta mẹ đã làm kế toán, ta sẽ làm. Khi thực hảo A, à, đến lúc đó nhận lời mời khi có thể kỹ càng tỉ mỉ nói một chút. Một cái khác tên là chu quản phát gầy yếu thanh niên trí thức nhịn không được hỏi, kia nàng đều trải qua, chúng ta còn có cơ hội sao. Trang web bản chương nội dung chậm, thỉnh đọc mới nhất nội dung, thỉnh rời khỏi chuyển mã giao diện thỉnh đọc mới nhất chương. 789 vì ngươi cung cấp nhanh nhất xuyên thư 70, thành nhà giàu số một sớm chết nguyên phối đổi mới, chương 19 toàn thể đại hội miễn phí đọc. HTTPS, bờ của 789 chương 20 kế toán chính là đếm tiền, lúc này tôn oánh oánh mới ý thức được nguyên lai like mọi người đều nhớ thương kế toán chức vị, trên mặt tươi cười tức khắc có chút cương, mà chu quản phát rõ ràng hỏi ra mặt khác bốn người nghi vấn, mọi người đều mắt trông mong mà nhìn về phía Diệp Kiều, đều có cơ hội, cái này cuối cùng vẫn là lấy nhận lời mời kết quả vì chuẩn, cũng không phải nói nói mấy câu liền không cần phỏng vấn, nghe xong Diệp Kiều nói, mọi người toàn bộ nhẹ nhàng thở ra, Diệp Kiều cảm thấy không có gì vấn đề, muốn rời đi, lại bị Vu Văn Hiên lại lần nữa gọi lại, cái kia. Thực xin lỗi, chúng ta phía trước. Diệp Kiều biết Vu Văn Hiên đây là ở vì này trước bọn họ cổ vũ nguyên chủ sự tình xin lỗi, nhưng đừng nói nàng không thèm để ý, từ nguyên chủ trong trí nhớ tới xem, nguyên chủ cũng hoàn toàn không để ý cái này. Vì thế Diệp Kiều bình tĩnh nói, đều là chuyện quá khứ, hơn nữa mỗi người lựa chọn không giống nhau, các ngươi cũng không có làm sai cái gì, nói xong, Diệp Kiều hướng tới lục gia phương hướng đi đến. Vu Văn Hiên lại tại chỗ đứng yên thật lâu, nhìn chầm chầm vào Diệp Kiều bối cảnh xem, Hẳn đến nàng biến mất không thấy. Diệp Kiều rời đi sau, vài tên thanh niên trí thức tuy rằng như cũ giống nguyên lai giống nhau cùng nhau xuống đất, cùng nhau ăn cơm, nhưng bọn hắn mấy người gian không khí rõ ràng trở nên không giống nhau. Diệp Kiều trở lại lục gia sau, nguyên bản lục gia người đối Diệp Kiều thái độ lại lần nữa tăng lên một cái tân bậc thang, thậm chí liền bệnh tật ốm yếu lục trừ tiểu bằng hữu đều tung ta tung tăng mà chạy tới, phải cho Diệp Kiều đấm lưng diệp kiều bị này toàn gia làm đến có chút vô ngữ hiện tại còn không có bắt đầu chính thức kiến xưởng đâu cứ như vậy nếu là về sau kiến xưởng kiếm lời những người này không chừng nghĩ ra cái gì đa dạng tới nịnh bợ nàng mắt thấy trương thúy thúy đưa bọn họ ra chuẩn bị ăn tết mới ăn thịt khô lấy ra tới chuẩn bị hầm diệp kiều lập tức ngăn lại mẹ thật không đến mức hơn nữa các ngươi không cần đáp ứng người ngoài bất luận cái gì thỉnh cầu bởi vì ta ở cuộc học nói qua tiến xưởng điều kiện chỉ có một, đó chính là bằng thật bản lĩnh, thấy Diệp Kiều nói như vậy, Trương Thúy Thúy chưa từ bỏ ý định hỏi câu, thật không thể hỗ trợ a à? liền một cái hai cái, nàng vừa rồi đều khoác lác Diệp Kiều thấy thế, lập tức nghiêm túc mà làm trò lục gia người lại lần nữa cường điệu một chút dựa quan hệ đáng sợ hậu quả, vì có thể làm lục gia người toàn bộ nghe hiểu cũng nhớ lao. Nàng cố ý kết hợp xem qua hiện đại tiểu thuyết địa đặt một cái cực kỳ khúc chiếc kết cục dị thường đi thảm chuyện xưa lục gia người nghe xong lúc sau tất cả đều sợ bọn họ là rất hưởng thụ bị người nịnh bợ tư vị cũng muốn kiếm tiền lấy chỗ tốt nhưng bọn hắn càng muốn hảo hảo tồn tại a à. vì thế nghe xong chuyện xưa lục gia người vội vội vàng vàng mà ra bên ngoài chạy ngay cả bệnh tật ốm yếu lục triều liền thể hiện rồi viễn siêu ngày thường tốc độ dịp kiều nhìn mọi người phản ứng chỉ có thể buồn cười mà lắc đầu bởi vì thành phố coi trọng Hà Hà thôn kiến xưởng thực phẩm sự tình tiến triển dị thường nhanh chóng, kiến xưởng, phỏng vấn, tăng thêm chuẩn bị đồ dùng, toàn bộ hừng hực khí thế mà tiến hành. Miêu thị trưởng càng là cho bọn hắn lộng lại đây một cái dây chuyền sản xuất, tuy rằng là mặt khác đại hình xưởng thực phẩm đào thải xuống dưới thiết bị, nhưng cũng cũng đủ Hà Hà thôn trước mắt sử dụng. Ngày này, Diệp Kiều ở nhà ăn làm xong cơm, đang ở rửa sạch bể bếp, liền có thôn dân lại đây đến gần. Diệp xưởng trưởng, ngươi hảo trung niên nam nhân có điểm co quắp, thực khách khí mà xưng hô Diệp Kiều vì xưởng trưởng, lão căng thúc. Ngài tìm ta là có chuyện gì sao? Mau hai tháng thời gian, Diệp Kiều đã đem hạ hà, hà thôn đại bộ phận thôn dân đều nhớ kỹ, triệu lão căng khẩn trương đôi tay không ngừng cọ sát, cái kia, Diệp xưởng trưởng, ta xem xưởng thực phẩm đã khai kiến, ngươi cũng biết chúng ta một nhà đều là thợ ngói, ta muốn hỏi một chút. Này nhà xưởng có thể hay không làm nhà của chúng ta tới kiến? Ta cùng ta nhi tử khẳng định ra sức làm việc, Diệp Kiều nghĩ nghĩ, vẫn là lắc đầu, lão căng thúc, này kiến nhà xưởng cùng kiến chúng ta bình thường trụ phòng ở không giống nhau, là yêu cầu chuyên nghiệp nhân sĩ tham dự, giống lần này chính là kỹ chủ nhiệm chuyên môn từ thành phố Bắc Hà tìm kiến trúc công trình đội, Triệu lão căng tràn đầy nếp nhăn trên mặt chợt lóe mà qua không vui, ngữ khí cũng đông cứng lên, chỗ nào không giống nhau? Nhà xưởng so với chúng ta trụ phòng ở còn đơn giản. Còn không phải là tứ phía tường thêm một phía môn sao, dịp kiều buông trong tay dễ lao, trên mặt tươi cười cũng thu lên. Nơi nào không giống nhau ta cái này người ngoài nghề nhưng nhìn không ra tới, nhưng là lão căng thúc ngươi kiến phòng ở đã vài thập niên. Nếu ngươi đều nhìn không ra nơi nào không giống nhau, khẳng định đại biểu nhà xưởng xây dựng là ngươi hoàn toàn không hiểu. Đúng không? Thông trưởng, nàng đã sớm thấy trộm đạo cùng lại đây lưu thiên hà cũng không biết này lão thôn trưởng là cố ý làm triệu lão căng lại đây thử nàng, vẫn là vừa lúc lại đây tìm chính mình. Bờ của G789, C0M, Diệp Kiều âm thầm nghiền ngẫm, Lưu Thiên Hà lại không tưởng nhiều như vậy, trực tiếp tiếp lời nói, xuất khẩu chính là trang dạy, triệu lão căng. Bình thường xem ngươi rất thành thật a, à, hôm nay như thế nào rối rắm, liền ngươi cùng ngươi nhi tử kia điểm kỹ thuật còn cùng lại đây nói muốn nhận thầu nhà xưởng xây dựng chạy nhanh lăn trở về gia đi triệu lão căng dám cùng diệp kiều chơi tính tình đối mặt thôn trưởng lại một chút cũng không dám lớn tiếng xúc đầu xám xịt mà lăn diệp kiều nhìn hắn bóng dáng giữa mày hiện lên một mặt suy nghĩ sâu xa xem ra bọn họ cái này nhà máy xây dựng vẫn là muốn nhiều hơn chú ý miễn cho một cái không cẩn thận liền ra vấn đề lớn thôn trưởng ngài lại đây tìm ta là có việc gấp ân chúng ta phía trước không phải nói muốn chiêu kế toán sao ta tìm kiếm nếu là không phải công khai thông báo tuyển dụng tương đối hảo, hắn có điểm ngượng ngùng mà sờ sờ đầu mình, kế toán cái này công tác tiền cảnh có bao nhiêu thật lớn gia đều biết, cho nên mấy ngày nay tới tiền ta người tương đối nhiều. Tuy rằng nói bọn họ là không đọc quá cái gì thư, chính là đến tiền sống, mọi người đều cảm thấy chính mình có thể hành, cho nên, đến tiền sống, dịp kiều biểu tình phức tạp, đầy đầu hắc tuyến chạy nhanh kế toán cái này việc tại hạ hà, hà thôn các thôn dân xem ra chính là đếm tiền việc thật là vô ngữ a à, dịp kiều hồi tưởng đời trước chính mình là khảo quá đăng ký kế toán viên tư cách chứng sáu môn khảo thí khảo xuống dưới có thể đem sinh viên đều khảo choáng váng tính khiến cho bọn họ kiến thức một chút đi hành a à. chúng ta đây liền tới một hồi đại hình khảo thí đi sở hữu tưởng tham dự người đều có thể báo danh phiền toái thôn trưởng ngài tổ chức một chút báo danh hết hạn ngày mai buổi tối 6 giờ. Chúng ta hậu thiên buổi sáng liền khai khảo, hừ. Diệp Kiều trong lòng tiểu nhân đắc ý mà chống nạnh cười, ngu xuẩn nhân loại A. Đều tới kiến thức một chút, đếm tiền, đáng sợ đi. Hành lạc, lão thôn trưởng tự giác cho đại gia tranh thủ tới rồi một cái vô cùng trân quý cơ hội, xoay người liền đi, hắn muốn chạy nhanh đi thông tri đại gia. Hai ngày thời gian thoảng qua, sáng sớm, sở hữu muốn tham gia khảo thí người đều tới rồi đại nhà ăn diệp kiều trước tiên khiến cho lưu học siêu vài người đem đại nhà ăn sữa sang lại hảo triệt bình thường ăn cơm bàn lớn trực tiếp dùng trường ghế đương cái bàn tiểu băng ghế ngồi ghế dựa chỉnh chỉnh tề tề đại nhà ăn cũng đủ làm hơn trăm người đồng thời khảo thí nói thật người này số là diệp kiều không nghĩ tới bọn họ hà hà thôn người trẻ tuổi đều tới tham gia khảo thí cũng là thực tự tin mặt khác thế nhưng còn có thôn bên người cũng tới tham gia khảo thí, thấu đi thấu đi thế nhưng tới hơn 100 người, này thật là hiện thực bản trăm dặm mới tìm được một ta. Diệp Kiều chấp tay sau lưng ở trường thi tuần tra, thấy rất nhiều người đều ở vò đầu bức tai, nhìn lướt qua bọn họ bài thi, mặt trên chỗ trống một mảnh, Diệp Kiều khẽ lắc đầu, so sánh với các thôn dân, thanh niên trí thức nhóm bài thi liền xinh đẹp nhiều, Diệp Kiều dừng lại bước chân, cúi đầu nhìn về phía bên trái. Thế nhưng đều đáp ra tới lợi hại, Diệp Kiều khóe miệng lộ ra mỉm cười, quét mắt thí sinh, nga, là người quen, gọi là gì tới? Vu Văn Hiên, có chút tài năng, nàng nghĩ, bước chậm đi xa. Khảo thí xong sau, Diệp Kiều ở thu thập bài thi, nhịn không được hỏi, như thế nào chưa thấy được tôn oánh oánh, trang web bản chương nội dung chậm, Thỉnh đọc mới nhất nội dung, Thỉnh rời khỏi chuyển mã giao diện, Thỉnh đọc mới nhất chương. 789 vì ngươi cung cấp nhanh nhất xuyên thư 70, thành nhà giàu số một sớm chết nguyên phối đổi mới, chương 20 kế toán chính là đếm tiền miễn phí đọc. HTTPS, bờ tám G789, chương 21 khảo thí phong 3, vài tên thanh niên trí thức liếc nhau, biểu tình khác nhau, cuối cùng vẫn là Vu Văn Hiên đã mở miệng, tôn oánh oánh nàng sinh bệnh, ngày hôm qua bắt đầu liền vẫn luôn tiêu chảy, cả người suy yếu đến căn bản khởi không tới thân, Diệp Kiều nhíu mày, bất động thanh sắc mà quét mắt ở đây thanh niên trí thức nhóm, kia thật là đáng tiếc. Nàng hiện tại khá hơn chút nào không? Muốn hay không đi xem bác sĩ, nàng vừa dứt lời, tôn oánh oánh lại đột nhiên xuất hiện, tôn oánh oánh sắc mặt trắng bệt, cả người vô lực mà đỡ tường tới gần. Ngày hôm qua đồ ăn có vấn đề, Diệp Kiều nhìn mắt vẻ mặt thống khổ nôn nóng tôn oánh oánh, lại quay đầu nhìn ánh mắt sắc khác nhau thanh niên trí thức nhóm, ở nàng dưới mí mắt cư nhiên còn có người dám làm loại chuyện này, nàng cười lạnh ra tiếng. Ta phía trước nói qua tiếng xưởng muốn bằng thật bản lĩnh, cũng không phải là loại này bản lĩnh. Chúng ta cái gì cũng chưa làm a. À. Diệp Kiều lời này vừa nói ra, thanh niên trí thức nhóm sôi nổi giải thích. Tuy rằng bọn họ cũng cảm thấy tôn ánh ánh lần này tiêu chảy phi thường kỳ quặc, vừa vặn liền ở thôn trưởng thông tri bọn họ phỏng vấn kế toán trước một ngày, nhưng bọn hắn vài người ở bên nhau lâu như vậy. Sớm đã có cách mạng cảm tình, ai sẽ làm loại sự tình này? Tôn đồng chí, ngươi trước ngồi xuống. Diệp Kiều ý bảo bên cạnh Lưu Học Siêu, Lưu Học Siêu vội vàng chuyển đến cái ghế lại đây, Tôn Oánh oánh ngồi xuống, dựa vào nhà ăn đại sảnh cây cục thượng. Nàng thở phì phò, từ trong túi lấy ra một trương giấy, "Đây là ta hôm nay buổi sáng đi vệ sinh sở khai chứng minh, bác sĩ nói ta là ăn ba đậu mới có thể như vậy. Đêm qua là ai cho ta đánh cơm?" Vu Văn Hiên chủ động đứng ra, nghiêm túc nói, đêm qua là ta giúp ngươi múc cơm, nhưng ta sẽ không làm loại chuyện này, Tôn Oánh Oánh lại phẫn nộ không thôi, ngươi nói không phải ngươi liền không phải ngươi. Ngươi cái gì cũng chưa làm nói, vì cái gì ta sẽ biến thành như vậy, Vu Văn Hiên lý giải nàng giờ phút này cảm xúc, nhưng đối với chính mình bị oan uổng như cũ thực tức giận, ta nói ta sẽ không làm loại sự tình này chính là sẽ không làm. Diệp Kiều ở một bên quan sát mọi người biểu tình, may mắn mặt khác khảo thí người đều lục tục rời đi, Lưu học siêu cũng đi đem nhà ăn đại môn cấp đóng lại, giờ phút này nhà ăn, chỉ còn lại có Diệp Kiều cùng vài tên thanh niên trí thức, Diệp Kiều nhìn đến những người khác biểu tình hoặc quan tâm hoặc nghi hoặc, chỉ có Chu quản phát biểu tình mơ hồ gian có vài phần né tránh, Diệp Kiều trong lòng hiểu rõ, nhắc nhở chính mình về sau muốn ly Chu quản phát xa một chút, nhưng là hiện tại không có bằng chứng, nàng cũng làm không được cái gì thấy bên cạnh còn có dư lại mấy phân bài thi diệp kiều nói tuy rằng chúng ta khảo thí đã kết thúc nhưng là ngươi cũng coi như là tạp điểm đuổi tới nếu không ngươi hiện tại khảo một chút nghe được diệp kiều lời này mặt khác thanh niên trí thức đều có chút không cao hứng không duyên cớ bọn họ lại nhiều một cái đối thủ cạnh tranh hơn nữa nói không chừng tôn oánh oánh đã xem qua bài thi ra xét đáp án như vậy không công bằng bài thi hai cái giờ trước liền công bố vạn nhất tôn oánh oánh đã biết đáp án đâu chu quản phát ngạnh cổ không nghĩ cấp tôn oánh oánh một chút cơ hội ngươi tôn oánh oánh lập tức chụp cái bàn giận dữ ta chỗ nào tới bài thi ta vẫn luôn ở vệ sinh sở ngốc chu quản phát không dám nhìn nàng chỉ quay mặt đi trong miệng rì rà rì rầm chúng ta như thế nào biết ngươi có hay không nói dối cái này chu quản phát thật đúng là làm người ghê tởm diệp kiều trong lòng không vui môi gắt gao nhấp hành nếu như vậy, ta đây liền lâm thời ra đề mục, vì lần này khảo thí, Diệp Kiều chính là hồi ức vô số bài thi, năm đó nàng khảo chú sẽ dựa vào chính là soát đề, không ngừng mà soát đề, đề hình đã sớm nhớ kỹ trong lòng, nàng đem bài thi phiên cái mặt, cầm bút, soát soát soát, ở mọi người khiếp sợ dưới ánh mắt, tiêu phí 10 phút thời gian ra bốn cái đại đề, đem bài thi đưa cho tôn oánh oánh, tôn đồng chí, ngươi viết đi. Cho ngươi một giờ thời gian nếu này bốn đạo đề mục ngươi có thể làm ra tới ta ưu tiên trúng tuyển ngươi nói tới đây diệp kiều tạm dừng một chút nhìn quanh mọi người ta cấp tôn đồng chí này bốn đạo đề mục so đại gia phía trước khảo thí đề mục khó khăn cao rất nhiều nếu đại gia tưởng nói cũng có thể làm một chút thử xem xem toàn đối nói ta cũng ưu tiên trúng tuyển có tâm khí cao thanh niên trí thức thò lại gần nhìn đề mục sau đó liền quán mắt chóng mặt tránh ra chu quản phát cũng không cam lòng lạc hậu nhìn mặt trên nhận thức chính mình nhưng là chính mình không quen biết chúng nó đề mục cũng sắc mặt khó coi mà rời đi tôn oánh oánh lại vẻ mặt vui vẻ mà cầm lấy bút cúi đầu cùng viết diệp kiều ở bên cạnh giám thị thuận tiện phê chữa khởi phía trước bài thi ngẫu nhiên liếc nhìn nàng một cái rất vừa lòng xem ra cái này tôn oánh oánh thật sự có chút tài năng phía trước cũng không có nói mạnh miệng một giờ sau tôn ánh oánh kéo mỏi mệt thân thể viết xong bài thi Diệp Kiều dừng trong tay bút, "Hảo, mọi người đều trở về đi. Chờ ta đem sở hữu bài thi đều sửa xong, sẽ làm thôn trưởng thông tri đại gia kết quả cuối cùng, thu hảo sở hữu bài thi, Diệp Kiều nhìn về phía trước sau không chịu rời đi thanh niên trí thức nhóm, nói xong mặt trên vậy là tốt rồi, Diệp Kiều cũng lười đến quản bọn họ chi gian thập khiển, xoay người ôm bài thi đi rồi. Lưu học siêu vội vàng đuổi kịp nhà mình sư phó, "Sư phó, ta giúp ngươi lấy bài thi, hành Diệp Kiều cũng không làm ra vẻ, vốn dĩ đầu bếp này một hàng nghiệp chính là thầy trò truyền thừa, có việc đệ tử làm thay thực bình thường. Lưu học siêu một đường đem Diệp Kiều đưa đến lục gia cửa, lúc này mới từ biệt trời đi. Kiều Kiều A, à, mọi người đều chờ ngươi đâu, lục thừa hắn gửi thư, mới vừa tiến gia môn. Diệp Kiều liền nghe thấy được nhà mình bà bà Thanh âm tới, lục thừa đã nam hạ 22 thiên. Diệp Kiều vẫn luôn nhớ kỹ nhật tử, nàng sửng sốt một chút, mới vẻ mặt kinh hỉ mà tiếp nhận Trương Thúy Thúy đưa qua tin. Tin thượng viết Diệp Kiều thân khải chữ, Diệp Kiều nhìn lục thừa có nề nếp chữ viết, trên mặt lộ ra nhàn nhạt mỉm cười. Gia hỏa này rốt cuộc nhớ rõ gửi thư đã trở lại, nàng đều mau đã quên chính mình lão công bộ dáng. Tuy rằng như vậy nghĩ, nhưng là Diệp Kiều vẫn là nháy mắt liền nghĩ tới lục thừa kia Trương Tuấn Mỹ mặt, ai nha, đó là có thể so với Kim Thành Vũ, giống như cổ thiên lạc anh Tuấn A, Kiều Kiều đồng chí buổi sáng tốt lành, đây là cái gì mở đầu, Diệp Kiều hết chỗ nói rồi một chút, ta đã tới thâm thành, cùng A Triệu, đại ngưu ở tại điện tử thành phụ cận, thâm thành thật sự rất lớn, thực phồn hoa, có cơ hội nói, ta nhất định phải mang ngươi lại đây nhìn xem. M, bqg 789com hừ, may mắn còn nhớ rõ chính mình, Diệp Kiều cầm tin, ở trong sân tìm cái ghế ngồi xuống. Hà hà thôn thời tiết thực hảo, ánh sáng mặt trời chiếu ở trong viện dường như lập lòe kim sắc quan mang. Nàng nghiêng thân thể, giấy viết thư biên đụng phải ánh mặt trời, lục thừa đoan đoan chính chính mà, dường như học sinh tiểu học văn tự đều trở nên hoạt bát. Nga, Diệp Kiều thiếu chút nữa quên mất, nhà mình lão công bằng cấp cũng chính là học sinh tiểu học mà thôi. Xem lão tam tức phụ xem nghiêm túc, vốn đang thực sốt ruột muốn cho nàng niệm niệm trương thúy thúy xoay người rời đi, vẫn là làm con dâu cùng nhi tử nị oai nị oai đi nàng đi đất trồng rau trích điểm dưa chuột đi. Tinh trung kỹ càng tỉ mỉ ký lục lục thừa cùng hai cái huynh đệ ở thâm thành tình hình gần đây, cũng nhắc tới hắn hiểu biết thâm thành điện tử sản nghiệp trạng huống sao, cảm thấy có tương lai, vì thế quyết định lưu lại hảo hảo học tập, khả năng sẽ vãn một ít trở về. Cuối cùng còn viết một câu, tưởng ngươi, Diệp Kiều xem qua tin sau, cũng không lo lắng lục thừa sẽ thất bại, nhưng ở nhìn đến tưởng ngươi hai chữ khi, trong lòng cũng không khỏi có chút tưởng hắn lúc sau diệp kiều đem tin tàn hảo ở trương thúy thúy dò hỏi thời điểm liền nói cho bọn họ lục thừa ở thành phố bắc hà đương lâm thời công biểu hiện hảo bị lãnh đạo thưởng thức cho nên tạm thời trước không trở về nhà vì bổ thượng cái này bỏ sót diệp kiều từ chính mình hộp cầm 10 đồng tiền ra tới nói là lục thừa này hơn nửa tháng tiền lương trương thúy thúy vui rạo rực mà thu tiền cảm thán không thôi này thành phố lớn tiền lương chính là cao a nửa tháng thế nhưng có một trương đại đoàn kết, nằm ở trên giường, Diệp Kiều trằn trọc, nghiêng thân thể nhìn về phía trống rỗng bên kia, nơi này vốn dĩ hẳn là nằm lục thừa, mà lục thừa giờ phút này đang ở thâm thành cũ nát căn nhà nhỏ cùng trương triệu, đại ngư thương nghị kế tiếp sự tình, tuy rằng mấy ngày nay chúng ta vấp phải trắc trở, nhưng điện tử thành thương gia rất nhiều, chúng ta ngày mai hỏi tiếp, trang web bản chương nội dung chậm, thỉnh đọc mới nhất nội dung. Thỉnh rời khỏi chuyển mã giao diện thỉnh đọc mới nhất chương. 789 vì ngươi cung cấp nhanh nhất xuyên thư 70, thành nhà giàu số một sớm chết nguyên phối đổi mới, chương 21 khảo thí phong 3 miễn phí đọc. HTTPS, bờ của G789, chương 22 thâm thành cư, đại không dễ, vì tỉnh tiền, ba người hợp thuê một gian căn nhà nhỏ, đoạn thuê 2 tháng, như vậy so trụ lữ quán tỉnh tiền rất nhiều. Ba người ngồi vây quanh ở một cái bàn nhỏ trước, Trương Triệu cùng Đại Ngưu cảm xúc đều không tốt lắm, chỉ có Lục Thừa biểu tình bình tĩnh. Mấy người bọn họ đi vào thâm thành sau, bằng vào Lục Thừa độc đáo ánh mắt, bọn họ đầu cơ trục lợi vài lần sản phẩm điện tử kiếm lời điểm tiền trinh. Trong tay tài chính từ 600 khối, Lục Thừa 400, Trương Triệu 200, Đại Ngưu vô, biến thành 2.000 khối. Nhưng là chút tiền ấy vẫn là quá ít, xa xa không đạt được Lục Thừa mong muốn. Hơn nữa như vậy thương nghiệp hình thức, cũng không phải Lục Thừa muốn. Lục thừa muốn làm đại phê lượng sinh ý, muốn hình thành một cái nhưng ổn định liên tục phát triển sản nghiệp liên, nhưng là bọn họ trước sau không được này môn mà nhập. Mấy ngày này, bọn họ phía trước phía sau hỏi qua rất nhiều đại xưởng, đại cửa hàng, đều bị cự tuyệt, không phải ghét bỏ bọn họ tiền mặt lưu quá tiểu, chính là ghét bỏ bọn họ không có nhân mạch tài nguyên, thương trường như chiến trường, vĩnh viễn đều là ít lợi tối thượng. Lục thừa cũng biết chính mình nhược thế, nhưng là hắn dám đua dám làm, chỉ cần cho hắn một chút cơ hội hắn khẳng định sẽ không làm cùng hắn hợp tác người thất vọng chính là cơ hội như vậy không người nguyện ý cấp ta đi ra ngoài rít điếu thuốc lục thừa cau mày làm cho bọn họ hai trước tắm rửa đi chính mình tắt ra cửa bọn họ trụ này một mảnh ở vào thâm thành điện tử thương thành phụ cận lại một chút đều không phồn hoa cùng điện tử thành quả thực một cái bầu trời một cái ngầm nếu diệp kiều ở chỗ này nàng khẳng định có thể sử dụng một chữ hình dung, đó chính là trong thành thôn. Thập niên 70 không biết có hay không trong thành thôn khái niệm, dù sao lục thừa liếc mắt một cái xem qua đi chính là loanh quanh lòng vòng hẻm nhỏ cùng thấp bé chật chội nhà trệt. Dựa vào hẻm nhỏ, lục thừa bật lửa một cây hoa trà yên, này yên hương vị bóng loáng ướt ác, dư vị ngọt lành, chủ yếu là cũng đủ tiện nghi, một bao chỉ cần hai mao tiền. Lục thừa thâm thâm mà hút điếu thuốc, hiếp mắt nhìn về phía không trung, trong mắt có khó lòng che giấu mê mang, này thâm thành quá lớn, bên trong mạng lưới quan hệ cũng quá mức phức tạp, Lục Thừa trước kia tự nhận là là người thông minh, tâm cơ cùng tài nguyên đổi thành là hắn cùng sinh từ trước đến nay năng lực. Tại Hà Hà thôn, Đại Hà trấn, thậm chí là thành phố Bắc Hà, Lục Thừa đều là như cá gặp nước, không từng tưởng, tới rồi phương Nam thâm thành, hắn liền giống như bị trói buộc giống nhau, một thân bản lĩnh khó có thể thi triển phương nam người cùng người phương bắc làm buôn bán phương thức thật sự hoàn toàn bất đồng lục thừa thay đổi cái tư thế bắt đầu tổng kết trong khoảng thời gian này được mất người phương bắc thực dễ dàng kết giao một cây yên một chén rượu là có thể xưng huynh gọi đệ mặc kệ kế tiếp như thế nào trên bàn tiệc mọi người đều là huynh đệ trong miệng ứng thừa tuyệt đối không thành vấn đề phương nam người lại bất đồng thâm thành người càng khéo đưa đẩy nói chuyện bảy không tám vòng vĩnh viễn không ở chính đề thượng một chút đầu đề câu chuyện đều sẽ không cho người ta bắt lấy. Ai, kiều kiều nha, ta lần này giống như chỉ có thể như vậy xám xịt mà về nhà đâu, nhớ tới chính mình ở tinh thổi ngưu, còn lời thề son sắc mà nói muốn mang kiều kiều tới thâm thành đâu. Ai, không có người thấy, lục thừa mới có thể đủ lộ ra chính mình yếu ớt cùng bất đắc dĩ, trong tay tiền phiên gấp ba. Ở lục thừa xem ra lại là triệt triệt để để mà thất bại, một cây yên thiêu đốt tới rồi cuối cùng, lục thừa đem nó ném xuống đất, mũi chân nghiền nghiền, ô, đột nhiên, nhĩ tim lục thừa dừng dưới chân động tác, ô ô. Cứu mạng. Thúc thúc. Cứu ta, là tiểu hài tử thanh âm, lục thừa thân thể nháy mắt banh thẳng, lỗ tai dán ở sau người trên vách tường, là bên trong người đang nói chuyện, hắn thanh âm cũng ép tới rất thấp, là, thúc thúc, cứu cứu ta. Ta bị người bắt. Bọn họ muốn đem ta bán đi bọn buôn người lục thừa nắm tay nắm chặt hắn đời này ghét nhất chính là bọn buôn người những người đó đều là súc sinh không làm nhân sự hồi tưởng khởi ở thâm thành ga tàu hỏa cửa thấy cái kia đứt tay đứt chân tiểu oa nhi lục thừa phẫn nộ nảy lên trong lòng hắn lúc ấy cùng trương triệu đại ngưu mới ra ga tàu hỏa liền thấy thảo tiền tiểu hài tử vốn dĩ muốn cấp điểm tiền lại nghe thấy người bên cạnh nói này đó hài tử đều là bị bọn buôn người khống chế bọn họ ba người vừa đến thâm thành trời xa đất lạ, cũng không dám đi chọc này đó địa đầu xà, chỉ có thể chạy nhanh rời đi. Nhưng là chuyện này lại làm lục thừa vẫn luôn nhớ mãi không quên, hắn có điểm ấy nấy. M. BQG 789.com không nghĩ tới hôm nay khiến cho hắn đụng phải mặt khác cùng nhau lừa bán sự kiện. ngẩng đầu nhìn nhìn trước mặt tường vây, lục thừa sau này lui hai bước, phiên thượng tường. Bọn họ trụ này một mảnh nhân viên phức tạp, lui tới hoặc là là quần áo cũ nát làm công người hoặc là chính là cà lơ phất phơ tên côn đồ từng hàng nhà trệt kiến đến độ không cao lục thừa một mét tám nhiều vóc dáng hơi chút dùng sức liền lên rồi hiện tại là buổi tối lục thừa cũng không sợ bị người phát hiện phiên đến phòng ốc thượng hắn tay chân nhẹ nhàng mà vạch trần nhất bên cạnh một khối mái ngói tinh tế mà xem phía dưới đây là một gian thực phá phòng ở bên trong chất đầy da cụ tạp vật nhất cốc địa phương qua một cái tiểu nam hài. Tiểu nam hài khả năng có điểm sốt ruột, cả người dựa vào trên tường, dùng tay không ngừng mà vỗ. Hắn rất cẩn thận, thường thường liền sẽ quay đầu lại trong cửa. Có thể là chính mình vừa rồi nói câu nói kia vừa lúc bị tiểu hài tử nghe thấy được. Lục thừa nghĩ, thúc thúc. Thúc thúc. Ngươi còn ở sao, ô ô ô, ba ba, ta rất sợ hãi. Tiểu nam hài hô hai câu, không nghe thấy lục thừa trả lời, liền ôm đầu gối ô ô khóc lên. Hắn hai tay hai chân đều bị cột lấy, miệng thượng cũng dán băng dính, phỏng chừng không có dán lao, hoặc là bị tiểu hài tử liếm khai. Lớn hơn nữa khả năng tính là cái này tiểu hài tử kháng dược tính rất mạnh, bọn buôn người phán đoán hắn sẽ hôn mê thật lâu, không nghĩ tới hắn trước tiên tỉnh lại. Đừng khóc, lục thừa đã dọc theo phụ cận nhìn một lần, cũng không biết tiểu hài tử là vận khí tốt vẫn là vận khí không tốt đối phương đem hắn ném ở chỗ này thế nhưng không có an bài người thay phiên trông coi, cách vách phòng cái kia cùng nữ nhân treo đùa chính hai nam nhân cũng phi thường thô tâm đại ý, ngươi lại đây, tiểu nam hài nghe thấy hắn thanh âm, lập tức ngửa đầu nhìn lại đây, nương nhà ở ngoại ánh đèn, lục thừa miễn cưỡng nhìn ra hắn hình dáng, như vậy một đinh điểm tiểu, đại khái mới 4 năm tuổi đi, khó làm nga. Vốn dĩ lục thừa muốn cho hắn dẫm lên da cụ bò lại đây, này nhà ở không cao, hai mét hai bộ dáng, lục thừa đã lột ra hai bài mái ngói, thăm hạ thân đi, chỉ cần tiểu hài tử có thể đạp lên một mét cao trên bàn, hắn là có thể bắt lấy hắn cánh tay đem hắn sách ra tới. Vốn dĩ đây là phương pháp an toàn nhất, đáng tiếc tiểu nam hài còn không có cái bàn cao, lục thừa cao to, nếu nhảy xuống đi cứu người, động tĩnh tất nhiên lớn hơn nữa, tiểu nam hài cao hứng mà nhìn hắn, trong miệng kêu thúc thúc, hư. Lục thừa ngăn lại hắn, ngươi chờ ta một chút ân tiểu nam hài thực ngoan gật đầu lục thừa nhanh chóng nhảy xuống tường vây phản hồi chính mình trụ căn nhà nhỏ phòng trong trương triệu cùng đại ngưu đã tắm xong đang ở lấy khăn lông sát tóc thấy hắn trở về chặn lại nói lục ca ngươi mau đi tắm rửa đi ta cho ngươi nấu nước nóng bọn họ cái này phòng tốt nhất địa phương chính là tận cùng bên trong có cái tiểu phòng vệ sinh có thể cho bọn họ rửa mặt đương nhiên nước ấm chỉ có thể dựa chính bọn họ dùng nhiệt đến mau thiêu đợi chút lại nói a triệu đại ngưu các ngươi cùng ta lại đây a à. trương triệu cùng đại ngưu không rõ nguyên do mà buông thăng long lục thừa đã từ chính mình trong bao cầm dây thừng đi nga 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 tuy rằng không biết đã xảy ra chuyện gì nhưng là lục thừa lời nói ở trương triệu bọn họ xem ra liền cùng thánh chỉ giống nhau đại ngưu ngươi ở chỗ này thủ có người lại đây liền nhắc nhở một tiếng lục thừa làm đại ngưu chờ ở tường vây hạ hắn cùng trương triệu tắt phiên đi lên đem phía trước cái cốt mái ngói một lần nữa vạch trần lục thừa chỉ hướng phòng trong a triệu ngươi đi xuống hảo trương triệu cũng thấy phía dưới có một cái mắt trông mong chờ đợi tiểu nam hài lục thừa phát hiện cái này tiểu nam hài thực thông minh liền như vậy điểm công phu hắn đã hoạt động tới rồi bọn họ cái này khẩu tử phía dưới cũng không biết hắn bị trói chặt tay chân là như thế nào lại đây. Lục thừa thân hình kiện thạc, vạch trần hai bài mái ngói hắn cũng là không thể đi xuống, nhưng là trương triệu bất đồng, trương triệu vóc dáng thấp bé, người lại gầy yếu, hơn nữa phi thường linh hoạt, thực mau liền chui đi vào, dùng dây thường đem tiểu hài tử bó trụ, lục thừa ở trên nóc nhà dùng sức một túng, tiểu hài tử đã bị hắn túng lên đây, lục thừa ôm lấy tiểu hài tử, phát hiện hai tay của hắn gắt gao mà che lại miệng mình, sợ chính mình kêu ra tiếng. Lục thừa không tiếng động mà nở nụ cười, duỗi tay sờ sờ hắn đầu, xoay người đem hắn ném đi xuống, đại ngư vừa lúc tiếp được, Trương Triệu cũng muốn theo khẩu tử bò lên tới, đợi chút, trước đem bên cạnh các đất lộng một chút lại đây, lục thừa nghe cách vách thanh âm, nam nhân cùng nữ nhân chi gian va chạm thanh chính kịch liệt, dựa theo lục thừa kinh nghiệm, một chốc hẳn là sẽ không kết thúc, bọn họ là an toàn, nhưng là, không nghĩ tới cách vách đột nhiên phát ra một tiếng kêu rên, lục thừa, vô dụng nam nhân, trang web bản chương nội dung chậm, thỉnh đọc mới nhất nội dung, thỉnh rời khỏi chuyển mã giao diện, thỉnh đọc mới nhất chương, 789 vì ngươi cung cấp nhanh nhất xuyên thư 70, thành nhà giàu số một sớm chết nguyên phối đổi mới, chương 22 thâm thành cư, đại không dễ miễn phí đọc. HTTPS, BQG 789, chương 23 trốn, A triệu, nhanh lên đi lên, muốn tới người, Trương Triệu lập tức phiên ra tới, hơn nữa đem trong tay các đất trải đi xuống, che giấu chính mình giấu chân. Lục thừa một lần nữa đem mái ngói đắp lên, cái này quá trình nhìn như thực trường rà, kỳ thật phi thường mau, bọn họ tam huynh đệ ăn ý không lời gì để nói, hơn nữa đều là mãn sơn chạy rèn luyện ra tới hảo thân thủ, hai ba phút liền kết thúc này một loạt sự tình, thời gian này đoạn, phỏng chừng cách vách nữ nhân đều chưa kịp cảm thụ, ba người trở lại cho thuê phòng đại ngư vẻ mặt tò mò mà nhìn tiểu nam hài, lục ca, này tiểu hài tử là ai a, à, này khờ hóa, lục thừa có điểm bất đắc dĩ, đành phải chính mình tiến lên giúp tiểu hài tử đem dây thừng cởi bỏ, cảm ơn thúc thúc. Tiểu nam hài rất có giáo dưỡng, ngươi tên là gì? Còn nhớ rõ người trong nhà điện thoại sao, lục thừa không nghĩ làm tiểu nam hài ở chỗ này nhiều ngốc, bọn họ khoảng cách bọn buôn người qua điểm thân cận quá đợi chút đối phương nhất định sẽ ra tới tìm người, cần thiết chạy nhanh đem Tiểu hài tử tiễn đi, ta kêu Phó Thâm. Ta ba ba là Phó Văn Đình, điện thoại là 136. Nhà ta trụ Ngọc Trạch công quán, tiểu nam hài nghiêng đầu, giống bối thư giống nhau đem chính mình cùng ba ba tin tức đều nói ra. Hành, đợi chút ta đi cho ngươi ba gọi điện thoại. Hiện tại chúng ta muốn chạy nhanh rời đi nơi này vốn dĩ lục thừa chỉ nghĩ đem tiểu nam hài đưa đến cục cảnh sát liền rời đi hiện tại lại không dám này tiểu hài tử gia trụ địa phương chính là thâm thành đỉnh cấp biệt thự cao cấp hơn nữa hắn ba ba tên lục thừa nghe nói qua mẹ nó không nghĩ tới chỉ là tùy tiện làm lôi phong còn có thể bị cuốn tiến hào môn ân oán lục thừa có điểm bất đắc dĩ làm trương triệu cùng đại ngưu đem hành lý lập tức sửa sang lại hảo may mắn tiểu hài tử vóc giáng tiểu bọn họ mang bao cũng đủ đại phía dưới phóng quần áo, tiểu hài tử trực tiếp nằm trong bao, từ sức lực lớn nhất đại ngưu sách theo, liền giống như ở sách không bao, lục thừa bọn họ mấy cái vừa ly khai, này một mảnh đã bị người vây quanh, mấy chục cá nhân dũng mảnh vào ngõ nhỏ nội, bắt đầu từng nhà mà điều tra, kia không có sợ hãi bộ dáng làm nhân tâm kinh, cái này nhà ở trụ chính là ai, một chân đá văng ra lục thừa bọn họ phía trước trụ cái kia phòng đại môn trên cổ văn phức tạp màu xanh lơ xăm mình tráng háng bắt lấy chủ nhà cổ áo nổi giận đùng đùng hỏi chủ nhà co rúm thanh âm run rẩy ta không biết bọn họ là ai long ca ngài cũng biết chúng ta nơi này thuê nhà là không đăng ký làm ngươi em mờ long ca đấu đại nắm tay dùng sức nện ở chủ nhà trên bụng ngươi con mẹ nó lại không nói lời nói thật ta lộng chết ngươi chủ nhà đau đến cả người run rẩy long ca ta thật sự không biết bọn họ là ai nhưng là... Nhưng là nghe bọn hắn khẩu âm, bọn họ hẳn là người phương Bắc, trông như thế nào nhi, ta ta ta. Ta cũng nhớ không rõ a à, chủ nhà sợ tới mức nước mắt, nước mũi bay tứ tung, hình như là ba người, một cái phi thường cường tráng, một cái lớn lên rất tuấn tú, một cái gầy giống cây gậy trúc, lục thừa soái là chủ nhà thấy liền quên không được, làm hắn ghen ghét không thôi, tiền thuê nhà đều so những người khác nhiều thu mấy mau tiền, họa ra tới vài phút sau, Long ca hối hận đến thiếu chút nữa đi đâm tường, này mẹ nó là ngươi họa. Này giống người sao? Đây là quái vật đi, chủ nhà khóc không ra nước mắt, Long ca, ta thật sự sẽ không vẽ tranh A, à. tính, cứ như vậy đi. Ngươi nhà lần sau chú ý điểm, là là là, Long ca ngươi yên tâm, ta lần sau nhất định đăng ký hảo khách thuê tin tức. Chủ nhà vội vàng gật đầu, hảo, cứ như vậy đi. Long ca nhéo này trương tứ bất tượng họa xoay người rời đi. Long ca cũng không như thế nào để ý, này ba cái người bên ngoài tuy rằng không biết khi nào rời đi, nhưng là cũng không nhất định chính là bọn họ mang đi cái kia tiểu thí hài. Dù sao cũng là người bên ngoài, làm sao dám nhúng tay chuyện như vậy. Long ca, bên kia có người nói vừa rồi thấy có cái nữ nhân ôm hài tử chạy, có người lại đây bẩm báo mới nhất tin tức. Long ca siết chặt trong tay giấy, tùy tay xé ném ở bên cạnh, đôi mắt hung ác mà nheo lại nữ nhân truy là bên kia lục thừa bọn họ đã rời đi điện tử thành nơi phiến khu tới rồi phía đông này một mảnh thâm thành thành thị cấu tạo còn rất có ý tứ thị trường nhất phồn vinh địa phương ở phía nam nhất an tỉnh xa hoa nhất địa phương lại tập trung ở phía đông cái gọi là phía đông quý thâm thành phía đông này một khối đều là biệt thự cao cấp nơi tụ tập thương trường cũng là cao cấp nhất bên trong hàng xa xỉ nhiều đến lục thừa lại lần nữa quyết định muốn nỗ lực kiếm tiền. trước cuộc trong tay hắn nhéo này hai ngàn đồng tiền, còn chưa đủ ở cái này thương trường mua cái bao. nhà ngươi liền ở nơi này, lục thừa hỏi ngồi ở hắn bên người gặm màng thầu tiểu nam hài, tiểu nam hài cũng không ngẩng đầu lên tân ân hai tiếng. hắn bị đói đến lâu rồi, ăn màng thầu đều cảm thấy là đỉnh cấp mỹ vị. lục thừa bọn họ nghèo a, à, hiện tại lại là đại buổi tối bọn họ cũng không biết đi chỗ nào cấp tiểu hài tử mua ăn, chỉ có thể cống hiến ra chính mình màng thầu. Lục Ba Ba lại cho ta điểm thịt gà làm bái, không cho. Lục thừa đau lòng mà ôm chính mình túi. Diệp Kiều cho hắn làm thịt gà làm, chính hắn đều luyến tiếc ăn, vừa rồi xem tiểu hài tử đáng thương mới cho hắn nếm một chút, không nghĩ tới hắn thế nhưng như thế lòng tham, này nhưng đều là hắn ăn mặc cần kiệm lưu lại a. À này tiểu phá hài phía trước vì ăn hắn thịt gà làm cùng tương ớt thế nhưng kêu hắn lục ba ba lục thừa có điểm vô ngữ hắn còn không có cho người khác đã làm ba ba đâu phía trước đột nhiên bị tiểu hài tử kêu ba ba hắn liền ngây ngẩn cả người nhẹ buông tay thịt gà làm liền cấp đi ra ngoài ta liền ăn một chút bảo đảm liền một chút phó thâm đen lúng liếng đôi mắt chớp a chớp đáng yêu cực kỳ đáng tiếc lục thừa là cái nhạnh tâm địa chờ ngươi trưởng thành làm lão bà ngươi cho ngươi làm, một bên trương triệu cùng đại ngưu, bọn họ lục ca năm nay mới ba tuổi đi, cùng cái này bốn tuổi tiểu thí hài thế nhưng vô phùng hàm tiếp bọn họ ba cái đại nam nhân thêm một cái bốn tuổi tiểu nam hài ngồi sổn nhân gia ngọc trạch công quán cổng lớn, thủ vệ bảo an không biết nhìn bọn họ bao nhiêu lần. Bảo An vừa định đi tới banh bọn họ đi liền có một đoàn tàu muốn từ công quán nội ra tới, Bảo An vội vàng dừng lại bước chân, xoay người chạy tới mở ra tiểu khu đại môn này đó xe vừa thấy liền rất quý lục thừa nhìn xe hình dọc nước thân xe chính mình cũng tưởng mua một chiếc tới khai khai lục thừa rất sớm liền học được khai máy kéo sau lại cũng học xong khai xe vận tải lớn loại này xe hơi nhỏ đối sẽ khai xe vận tải lớn hắn tới nói thao tác rất đơn giản phó thâm thấy đệ tam chiếc xe lập tức đứng lên hướng tới đoàn xe chạy tới hắn chân ngắn nhỏ chạy trốn nhưng nhanh lục thừa sợ hắn bị đâm, vội vàng đuổi kịp. Ba ba. Ba ba. Ba ba, phó thâm vừa chạy vừa kêu, khuôn mặt nhỏ nghẹn đến mức đỏ bừng. Trong xe cho mày, mạnh mẽ áp lực phẫn nộ cùng nôn nóng nam nhân dường như nghe thấy được bên ngoài thanh âm, quay đầu nhìn lại, hai mắt nháy mắt trừng lớn, dừng xe, không chờ xe rất ổn, nam nhân liền vọt xuống dưới. Phó thâm nhào vào nam nhân trong lòng ngực, nước mắt, trầm, liền xuống dưới, ô ô ô ô. Ba ba, ta rất sợ hãi a. À. Ô ô ô. Thâm Thâm còn tưởng rằng sẽ không còn được gặp lại ba ba, trước nay tâm trí Kiên Định Phó Văn Đình cũng không nhịn xuống đỏ vành mắt, ông chặt lấy trong lòng ngực nhi tử. m g 789 com ba ba cũng rất nhớ ngươi, nhi tử mất tích một ngày một đêm, Phó Văn Đình liền tìm một ngày một đêm, liên tục 48 giờ chưa chợp mắt, hắn lão bà ôm ngoãn có bệnh tim thân thể cực kém, vốn dĩ liều mạng sinh hạ phó thâm liền bị thương nguyên khí, mấy năm nay vẫn luôn ở tỉnh dưỡng, ngày hôm qua nghe thấy Nhi tử mất tích tin tức, ông loãng trực tiếp liền đổ, phó Văn Đình đã muốn tìm Nhi tử, còn muốn lo lắng thê tử, một ngày một đêm thiếu chút nữa lấy hết hắn tinh thần, hai người ôm một hồi lâu, mặt khác trên xe người đều cung cung kính kính mà đứng ở bên cạnh chờ đợi. Đi theo lục thừa chạy tới trương triệu cùng đại ngưu bị này đó tây trang phản phiêu bọn đại hán khí tràn sở trấn, đại khí cũng không dám suyễn, chỉ có lục thừa đứng ở bên cạnh, khóe miệng còn mang theo đạm cười, trong mắt cũng là bình tĩnh, lục thừa vĩnh viễn là kiêu ngạo, phú quý, tiền tài ở trong mắt hắn đều là hắn tương lai nhất định có thể được đến đồ vật, nếu đều có thể được đến, kia vì cái gì phải bị chúng nó bày biện ra tới khí thế khóa trấn, ba ba, là lục ba ba cứu ta lục ba ba. Phó Văn Đình nhớ mày, trong lòng không vui, cái gì lung tung rối loạn người đều dám để cho con của hắn kêu ba ba. Hắn hai mắt hơi hơi nheo lại, sắc bén mà nhìn về phía lục thừa, trang web bản chương nội dung chậm, thỉnh đọc mới nhất nội dung, thỉnh rời khỏi chuyển mã giao diện, thỉnh đọc mới nhất chương. 789 vị ngươi cung cấp nhanh nhất xuyên thư 70, thành nhà giàu số một sớm chết nguyên phối đổi mới, chương 23 trốn miễn phí đọc. Hạt TTPS, bờ của G789, chương 24 thế lực ngang nhau, lục thừa đón hắn ánh mắt, triều hắn miễn cười gật đầu, phó tiên sinh, lâu nghe đại danh, người nam nhân này có điểm ý tứ. Phó Văn Đình có điểm kinh ngạc, lần đầu tiên nhìn thấy một cái ăn mặc một mặt người nhìn thấy chính mình chút nào không luống cuốn, ngươi hảo, lục tiên sinh, kêu ta lục thừa là được, hai người tay cầm ở bên nhau, phó Văn Đình âm thầm dùng sức, lục thừa cũng bất động thanh sắc mà tăng lực thẳng đến phó văn đình chịu không nổi mà dẫn đầu buông ra tay lục thừa mới tiết ra lực đạo lục tiên sinh người ở nơi nào binh nghiệp xuất thân ta là thành phố bắc hà người không có đương quá binh nhưng là học quá không ít lục thừa từ nhỏ liền nghịch ngợm đi theo đại ngư gia gia học quá rất nhiều kỹ xảo nga đã quên nói đại ngư gia gia nghe nói trước kia là làm bí mật nhiệm vụ sau khi bị thương mới xuất ngũ hồi thôn. Đại ngư gia gia không có việc gì thời điểm liền thích dạy dỗ bọn họ này đó tiểu nam hài nhóm, còn khen ngợi quá lục thừa là bên trong căn cốt tốt nhất, nếu còn ở chiến tranh niên đại, khẳng định có thể vì quốc gia làm ra thật lớn cống hiến. Phó thâm không biết đại nhân chi gian giao phong, chỉ là ngưỡng đầu xem, cảm thấy nhà mình ba ba cùng lục ba ba đều nhân hảo, ba ba, mụ mụ đâu? Ta tưởng mụ mụ, mụ mụ ở nhà đâu, ngươi về nhà là có thể thấy nàng. Phó Văn Đình bế lên nhi tử, mời Lục Thừa bọn họ đi nhà hắn trung làm khách. Lục Thừa cự tuyệt, hiện tại quá muộn, không quá phương tiện, hành. Phó Văn Đình cũng không nhiều lắm lời nói, kêu tới bảo tiêu, cấp Lục Thừa bọn họ ba cái an bài chỗ ở. Phó gia an bài chỗ ở khẳng định không phải Lục Thừa bọn họ phía trước trụ địa phương có thể so. Trương Triệu mới vừa tiến vào phòng liền khiếp sợ được đến chỗ đánh giá, đây là trong truyền thuyết tổng thống phòng xếp đi. Nơi này thế nhưng có thể thấy nước sông, ân, là giá trị không ít tiền. Lục thừa buôn bao, cũng đi đến cửa sổ sát đất bên cạnh, kẻ có tiền thế giới quả nhiên thực sản, phòng ở thế nhưng còn có thể như vậy trang hoàng. Cửa sổ sát đất ngoại cảnh sát thật xinh đẹp, bờ sông có đèn, bọn họ nơi này có thể thấy cuồn cuộn nước sông, rất có khí thế, không cần bao lâu, chúng ta là có thể hoa chính mình tiền trụ tiến vào ân tin tưởng lục ca ngươi khẳng định là có thể trương đại ngưu là lục thừa trung thực mê đệ không chút nghi ngờ hảo không còn sớm chúng ta chạy nhanh ngủ tổng thống phòng xếp tốt nhất địa phương chính là bọn họ mỗi người đều có thể có được một phòng không cần tể ở bên nhau lục thừa rửa mặt xong nằm ở mềm mại trên giường đôi tay gối lên sau đầu bắt đầu lệ thường tưởng niệm nhà mình tức phụ không biết kiều kiều hiện tại ngủ không ngủ ngon nha, kiều kiều, ngày hôm sau sáng sớm, bọn họ cửa phòng bị người gõ vang, mở cửa sau, thấy một người Tây Trang giày da nam tử, hắn đưa qua một văn kiện túi, lục tiên sinh, buổi sáng tốt lành. Đây là chúng ta phó tổng làm ta đưa cho ngài đồ vật, cảm tạ ngài đã cứu ta gia tiểu thiếu gia, cảm ơn, tuy rằng không biết là thứ gì, lục thừa vẫn là nhận lấy, đóng cửa lại sau, hắn trở lại trên sofa ngồi xuống, mở ra túi văn kiện bên trong chỉ có một trương hơi mỏng giấy. Trên giấy tự là cơ đánh bằng này phiếu định mức nhưng sâu vô cùng thành đệ nhất điện tử xưởng lấy ra máy ghi âm 2.000 cái, này không phải trọng điểm, trọng điểm là góc phải bên dưới cái chương. Lục thừa nhịn không được đỡ tráng cười ra tiếng, này Phó Văn Đình rất lợi hại, thế nhưng biết ta hiện tại nhất yêu cầu chính là cái gì? Máy ghi âm hiện tại giá cả khu gian ở 80, 200 đồng tiền một đài. Nước ngoài sản Sony máy ghi âm 200 khối, cái này phiếu định mức là đi thăm thành đệ nhất điện tử xưởng, nói cách khác máy ghi âm là sản phẩm trong nước, dựa theo thấp nhất với 80 đồng tiền một đài, cái này phê điều giá trị chính là 16 vạn, danh tác a. Lục Thừa biết này đó đại nhân vật nhất không thích chính là thiếu nhân tình, Phó Văn Đình Hào phóng như vậy chính là muốn sạch sẽ mà đem cái này ân tình trả hết, Lục Thừa cũng cảm thấy thực đáng giá. A Triệu, đại ngưu, ăn xong rồi chúng ta liền đi rồi, hảo khách sạn là cung cấp miễn phí bữa sáng phi thường phong phú đã sớm đưa lại đây lục thừa đã ăn qua trương triệu cùng đại ngưu còn ở mùi ngon mà ăn trước khi đi thời điểm trương triệu còn thuận đi rồi khách sạn miễn phí phối trí bàn chải đánh răng xà phòng chờ bọn họ nhưng đều là không lãng phí hảo thanh niên ba người tới rồi thâm thành đệ nhất điện tử xưởng xưởng trưởng đã được đến thông tri thực mau liền ký tên chỉ thu lục thừa 500 đồng tiền tiền đặt cọc khiến cho bọn họ đem đồ vật đề đi rồi. 16 vạn hóa, 500 khối tiền đặt cọc, xưởng trưởng cho bọn hắn xuất xưởng giới là 40 đồng tiền, đài máy ghi âm, thật là vô bổn mua bán, qua tay chính là gấp đôi lợi nhuận. Tư bản luận kinh điển trường hợp, lục thừa thuê chiếc xe vận tải lớn, đem đồ vật kéo đến kho hàng. Kho hàng liền ở điện tử bên trong thành bộ, bọn họ tam ở điện tử thành ngay người hơn nửa tháng cũng không phải bạch ngốc, bên trong cách cục đã sớm thăm dò này niên đại vĩnh viễn không cần lo lắng hàng hóa bán không ra đi cầu vĩnh viễn lớn hơn với cung lục thừa bọn họ chỉ ở bên cạnh bày cái sạp liền có vô số người dũng lại đây mua máy ghi âm đại bộ phận đều là thương trường mua sắm lục thừa phụ trách ứng phó đại mua sắm khách hàng trương triệu phía trước có bán quần áo kinh nghiệm chiêu đãi rải rác mua bán đại ngư tắc phụ trách vận hóa ở kho hàng cùng tiểu sạp chi gian qua lại bôn ba hoa ba thiên thời gian, lục thừa bọn họ quét sạch kho hàng. Cuối cùng kiểm kê thời điểm, lục thừa trong tay đã có 21 vạn tiền mặt, hảo. Thật nhiều tiền, Trương Triệu Thanh âm đều là rung, là kích động, cũng là sợ hãi. Hắn lần trước làm buôn bán kiếm lời 200 đồng tiền, hắn đều cảm thấy là bút cự khoản, đi đường đều phiêu. Không nghĩ tới lần này đi theo lục ca, thế nhưng gặp được 20 vạn, chúng ta có phải hay không thành vạn nguyên hộ. Trương Đại Ngưu cũng có chút biểu tình hoảng hốt, không sai biệt lắm. Lục thừa đem tiền phân hảo, bình tĩnh mà sách ở trong tay. Chúng ta đi trước đem tiền hàng bổ thượng, 8 vạn khối tiền hàng, khấu trừ tiền đặt cọc, bổ thượng 79.500 nguyên, đi thăm thành đệ nhất điện tử xưởng tài vụ bộ đi rồi một chuyến, lục thừa trong tay tiền thiếu hơn một nửa, các ngươi ở chỗ này chờ ta, ta đi một chuyến xưởng trưởng văn phòng. Trương Triệu cùng Đại Ngưu đứng ở điện tử xưởng đại viện nội, nhìn ra ra vào vào công nhân, nội tâm có chút cảm khái. Nguyên bản bọn họ còn đặc biệt hâm mộ này đó tay cầm bát sắt công nhân đâu, nhưng đi theo lục thừa này một chuyến xuống dưới, nơi nào còn có hâm mộ, chỉ cảm thấy bọn họ theo đúng người, nội tâm kiêu ngạo vô cùng. Bờ 789.com, lúc này lục thừa còn lại là cùng xưởng trưởng nói đến một khác bút sinh ý ngươi là nói kia phê chúng ta nhà máy đào thải xuống dưới máy ghi âm, xưởng trưởng Đỗ Minh Hưng ỉ ở da thật ghế trên, cũng không ngẩng đầu lên, trong tay nắm bút máy còn thường thường mà ở trước mặt văn kiện thượng viết hai bút, lục thừa cũng không thèm để ý đối phương thái độ, tiếp tục cười nói, đúng vậy, Đỗ xưởng trưởng, ta phía trước dọn hóa thời điểm phát hiện kho hàng góc đôi rất nhiều củ nát máy ghi âm, này đó máy ở ngài xem tới có thể là phế phẩm nhưng là ở chúng ta này đó tiểu thương nhân trong mắt lại là bảo vật, Nga. Đỗ Minh Hưng lúc này mới cảm thấy hứng thú mà dừng lại bút, ngẩng đầu nhìn về phía lục thừa. Ngươi kỹ càng tỉ mỉ nói nói, nghe trong xưởng sư phó nói này đó mấy đều là thương trường lui về tới, có chút là sát ngoài va chạm, có chút là âm sắc có chút vấn đề. Mấy vấn đề này kỳ thật đều có thể tiến hành hậu kỳ duy tu, chẳng qua hiện tại trong xưởng đơn đặt hàng quá nhiều, đằng không ra nhân thủ lục thừa đỉnh đạt mà nói, nhưng là chúng ta là người rảnh rỗi, loại này duy tu việc hoàn toàn có thể cho chúng ta tới làm, duy tu sau liền tính là nửa giá bán đi cũng có thể kiếm không ít. Ngài là thâm thành đệ nhất điện tử xưởng xưởng trưởng tự nhiên chướng mắt điểm này tiền trinh, với ta mà nói lại là cũng đủ dưỡng gia sống tạm, hắn nói được thực khiêm tốn, kỳ thật chỉ cần vận tắc thích đáng, nơi này lợi nhuận phi thường khả quan. Đỗ Minh Hưng trong tay bút ở trên mặt bàn điểm điểm, giống như trầm tư. Lục thừa biết Đỗ Minh Hưng đã động tâm, nếu không hắn căn bản sẽ không cho chính mình mở miệng cơ hội. Nếu ngài bên này đồng ý, ta có thể dựa theo 30 đồng tiền một đài giá cả mua sắm này phê máy ghi âm, 30. Đỗ Minh Hưng đỉnh mày khẽ nhúc nhích, phía trước ngươi ở chúng ta xưởng lấy hóa đơn giới cũng mới 40, cốt máy ghi âm cùng tàn thứ phẩm giá cả kém không có khả năng chỉ có như vậy điểm. Hải, ngài hẳn là cũng biết ta lần trước nhận hàng phê đều là phó tổng bên kia cấp, là ta chiếm đại tiện nghi, nhưng là, ta không có khả năng vẫn luôn dựa vào phó tổng hảo tâm, tổng muốn bình thường làm buôn bán, trang web bản chương nội dung chậm, thỉnh đọc mới nhất nội dung, thỉnh rời khỏi chuyển mã giao diện, thỉnh đọc mới nhất chương, 789 vì ngươi cung cấp nhanh nhất xuyên thư 70, thành nhà giàu số một sớm chết nguyên phối đổi mới, chương 24 thế lực ngang nhau miễn phí đọc. HTTPS, BQG 789, chương 25 có bối cảnh nếu này phê tàn thứ phẩm có thể bán đi ra ngoài, không những có thể quét sạch kho hàng, còn có thể thêm vào kiếm được tiền, sở hữu kế hoạch ngoại thu vào đều là hắn thành tích. Đỗ Minh Hưng nghĩ kỹ trong đó chỗ tốt, trên mặt rốt cuộc lộ ra tươi cười, hành. Này phê hóa liền giao cho lục lão bản, nhưng là ta cũng không chiếm ngươi tiện nghi, đơn giá liền ấn 20 tới là được, rốt cuộc này lục thừa là phó tổng bên kia giới thiệu lại đây, cũng không biết là phó gia nơi nào thân thích, Đỗ Minh Hưng cũng không dám thật sự khi dễ Lục Thừa, vậy cảm ơn ngài. Được đến tin chính xác, Lục Thừa cao hứng mà đứng dậy, cùng Đỗ Sưởng trưởng nắm tay, nhưng là đơn giá ta còn là dựa theo 31 đài cho ngài kết toán, đến nỗi ngài bên này như thế nào xử lý, ta cũng chưa ý kiến. Đỗ Minh Hưng thân thể chấn động, cùng Lục Thừa bốn mắt nhìn nhau, Lục Thừa đạm cười mà chống đỡ. Tân, Đỗ Minh Hưng ngón tay hơi run rẩy, tim đập đều nhịn không được chạy về phía 120 hạ một phút. Này tiền cùng tiền là hoàn toàn bất đồng, đơn giá 20 là nhập trong xưởng trướng, lục thừa cấp đơn giá 30 giảm đi 20 lại là có thể nhập chính hắn tiền bao. Người nam nhân này thật sự thực am hiểu làm buôn bán, khống chế nhân tâm thủ đoạn cũng là thật đánh thật cao minh. Đỗ Minh Hưng vô cùng tâm động, trong đầu bắt đầu tính toán kia đôi rách nát, máy ghi âm, rốt cuộc có bao nhiêu? Là một ngàn đài vẫn là một vạn đài là một vạn đồng tiền vẫn là mười vạn đồng tiền ta đây liền không quấy rầy không dối gạt ngài nói ta hôm nay là chuyên môn mướn tài xế lại đây ha 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 liền nghĩ có thể hôm nay liền đem hóa lôi đi đâu đỗ minh hưng rốt cuộc bằng phản chính mình đột nhiên phất nhanh tâm tình đưa lục thừa ra văn phòng đại môn thành ta đây liền làm người lãnh ngươi đi lấy hóa ra văn phòng đỗ minh hưng kêu tới chính mình bí thư làm hắn mang lục thừa đi lấy hóa loại này đào thải xuống dưới tàn thứ phẩm là không cần phê điều nhà máy có thể linh hoạt xử lý đối với xưởng trưởng đỗ minh hưng tới nói cũng chính là một câu sự đã có thu vào lại có chiến tích còn có cổ khởi tiền bao đỗ minh hưng thực vừa lòng lực kích động lục ca trương triệu cùng đại ngưu tò mò mà nhìn về phía đi theo lục thừa mặt sau người trẻ tuổi không biết lục ca đi tìm xưởng trưởng như thế nào còn có thể mang một người trở về lục thừa làm bí thư hơi chút trong chốc lát đi qua đi a triệu ngươi đi bên ngoài làm sư phó đem xe khai tiến vào đại ngưu ngươi cùng ta đi dọn hóa trương triệu đôi mắt nháy mắt liền sáng mã bất đình đề mà ra bên ngoài chạy chỉ có đại ngưu khờ khạo mà vuốt chính mình cái ót nghi hoặc hỏi lục ca sao lại nhận hàng ân chúng ta đệ nhị bút mua bán tới rồi lục thừa duỗi tay vỗ vỗ hắn cũng không nhiều lắm giải thích đại ngưu đầu óc không tốt lắm dùng bên ngoài thực dễ dàng bị lừa cùng hắn giải thích, hắn cũng lý giải không được, trực tiếp kêu hắn làm việc liền thành. Trương Triệu liền bất đồng, kia tiểu tử đầu óc linh, phỏng chừng đã nghĩ tới này trong đó mấu chốt, trang xe thời điểm, lục thừa đếm đếm này phê tàn thứ mấy ghi âm tổng cộng 1872 đài. Trương Bí Thư, hôm nay phiền quái ngươi, lục lão bản khách khí, đỗ minh hưng bí thư là trương thành cái 30 suốt đầu tuổi trẻ nam nhân, hắn cũng không có bởi vì lục thừa tuổi so với chính mình tiểu mà khinh thường hắn tương phản hắn cảm thấy lục thừa người này có thể bị nhà mình lãnh đạo tự mình đưa ra văn phòng nhất định có hắn lợi hại chỗ vừa rồi trương thành còn hỗ trợ hàng hóa chuyên chở đâu ngài kiểm kê một chút lục thừa vừa rồi chính mình hiểu rõ quá nhưng vẫn là bởi vì từ đối phương tới xác nhận hảo trương thành cũng không ngượng ngùng trực tiếp từ bên cạnh cầm lấy một cái vỡ làm bí thư, văn tự công tác là trường hạng. Ta trực tiếp báo một chút ta bên này kiểm kê số lượng, lục lão bản ngài nếu phát hiện vấn đề, có thể tùy thời đánh gãy ta, vẽ ngoài mài mòn 10% dưới máy ghi âm 340 đài, mài mòn 50% dưới 691 đài, vẽ ngoài mài mòn nghiêm trọng 530 đài, công năng bị hao tổn, không thể sử dụng 311 đài, dựa theo chúng ta trong xưởng quy định vẻ ngoài mài mòn 10% dưới máy ghi âm bán ra đơn giá vì 25 nguyên, mài mòn 50% dưới 20 nguyên, vẻ ngoài mài mòn nghiêm trọng 15 nguyên, công năng bị hao tổn, không thể sử dụng 10 nguyên. Ngài yêu cầu chi trả cho chúng ta 340 25 691 20 15 311 13 338 nguyên, lục thừa nghe, biên cười biên gật đầu. Cái này đổ xưởng trưởng thật lợi hại liền cái này bất đồng giới vị khu gian là có thể làm rất nhiều tay chân. Lục lão bản, ngài xem, trương bí thư, ngài thật là cái này. Lục thừa triều hắn giơ ngón tay cái lên, thật không hổ là ở quốc doanh xưởng trưởng bên người làm bí thư, này công tác làm được quá tinh tế. Ha 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 ha, liền ngài này tinh tế công tác, ta nơi nào còn tìm đến ra vấn đề, trương bí thư bị hắn khen thật sự cao hứng, liên tục xua tay. Lục thừa quay đầu nhìn về phía trương triệu, A Triệu, đem tiền lấy lại đây, tốt, Lục ca, Lục Thừa phía trước cũng đã cùng Trương Triệu nói qua, liền hắn cùng Trương Bí Thư đối thoại này vài phút, Trương Triệu đã đem tiền chuẩn bị tốt, tổng cộng 56.100 nguyên, dựa theo đơn giá 30 nguyên một đài cấp tiền, này trong đó sai biệt, Lục Thừa không nghĩ quản, bạc hóa hai bên thỏa thuận xong, Lục Thừa bọn họ lôi đi này một xe hóa. Trương Bí Thư cầm chứa đầy tiền túi giấy cùng chính mình ghi sổ bổn gõ vang xưởng trưởng văn phòng đại môn. Xưởng trưởng, đã trở lại. Đỗ Minh Hưng trong tay bưng ly trà nóng, hơi nước mờ mịt trung hắn tầm mắt dừng ở Trương Bí Thư trong tay. Đúng vậy. Đây là đối trướng minh tế, đây là lục lão bản phó tiền, phóng trên bàn đi, Trương Bí Thư đem đồ vật buông, liền lui đi ra ngoài, chờ văn phòng chỉ còn lại có chính mình một người, đỗ minh hưng mới gấp không chờ nổi mà mở ra cái kia túi giấy đếm một lần bên trong tiền hắn trên mặt lộ ra vừa lòng cười vài phút sau đỗ minh hưng cầm đối giấy tờ cùng túi giấy ra tới tiểu trương ngươi giữ nhà ta đi một chuyến phòng tài vụ tốt xưởng trưởng đỗ minh hưng đã đi rồi vài bước lại quay đầu lại nói đúng rồi tiểu trương ngươi quá mấy ngày đi tìm lục thừa một lần nói với hắn chúng ta mặt khác kho hàng còn đôi không ít tàn thứ phẩm đều có thể bán cho hắn đúng vậy trương bí thư âm thầm may mắn chính mình vừa rồi để lại lục thừa bọn họ địa chỉ nếu không xưởng trưởng công đạo sự tình chính mình còn không biết nên làm cái gì bây giờ đâu lời nói phân hai đầu nói lục thừa bên này mang theo hóa về tới chính mình phía trước thuê hạ kho hàng đem đồ vật dở xuống lúc sau lục thừa khiến cho trương triệu đi liên hệ phía trước đã xem trọng mấy cái sư phó làm cho bọn họ lại đây làm duy tu công tác may mắn hiện tại có thanh niên trí thức xuống nông thôn, rất nhiều lão công nhân vì con cái có thể không dưới hương, sẽ trước tiên nội lui, đem chính mình công tác chuyển cấp con cái kế thừa, chính mình thì tại gia nhàn rỗi, này đó nhàn rỗi sư phụ già, là trước mắt thâm thành điện tử thành có thể làm bán sau duy tu lớn nhất dựa vào, nửa giờ sau, bốn cái sư phụ già liền tới rồi, bọn họ trong tay đều sách theo thùng dụng cụ. Lúc này kỹ thuật nhân viên thực thật, thật sự cảm thấy cầm lục thừa như vậy cao tiền lương, liền phải hảo hảo cho hắn làm việc, có thể chính mình mang công cụ đều chính mình mang đủ tới. Diêu sư phó, ngài xem như vậy bàn ghế có thể chứ, lục thừa bọn họ từ chợ xe cần hen mua tới mười mấy bộ bàn ghế, dọn tiếng kho hàng thời điểm hỏi một chút lớn tuổi nhất, uy tín tối cao diêu sư phó. Diêu sư phó đại khái hơn 50 tuổi, bởi vì trường kỳ làm tinh vi công tác, trên mũi đã mang lên kính viễn thị, hắn hiếp mắt nhìn qua, Lão bản, ngươi đem bàn ghế dọn lại đây, ta thử xem." Thành, bàn ghế dựa theo Diêu sư phó yêu cầu dọn xong, hắn thử dùng một chút, khá tốt, đủ khoan, có thể buông sở hữu tiện tay công cụ. Ghế cũng cực thoải mái. Này đến hoa không ít tiền đi, này ghế dựa thế nhưng là thuần gia, Diêu sư phó đời này còn không có ngồi quá tốt như vậy ghế dựa, mông hạ mềm mại, thực thích hợp thời gian dài công tác sử dụng. Hắc, mua xe cần hen không quý. Các ngươi ngồi thoải mái nhi liền thành. Lục thừa cười đến hào phóng, kho hàng phân chia thành tam bộ phận, tận cùng bên trong chất đầy máy ghi âm, bên ngoài tắt một nửa là sư phó nhóm duy tu khu, một nửa lấy tới phóng đã tu hảo nhưng bán máy ghi âm, trang web bản chương nội dung chậm, thỉnh đọc mới nhất nội dung, thỉnh rời khỏi chuyển mã giao diện, thỉnh đọc mới nhất chương, 789 vì ngươi cung cấp nhanh nhất xuyên thư 70 thành nhà giàu số một sớm chết nguyên phối đổi mới, chương 25 có bối cảnh miễn phí đọc. HTTPS, bờ tám G789, chương 26 đi vào quỹ đạo, nơi này tổng cộng có 1.872 đài máy ghi âm yêu cầu duy tu, duy tu giá cả căn cứ máy ghi âm bị hao tổn trình độ quyết định, cho nên mấy ngày kế tiếp, liền phiền toái vài vị, nói, lục thừa hướng vài tên sư phụ già theo thứ tự để thuốc lá. Đúng rồi, mấy ngày này, chúng ta ba cái cũng sẽ hỗ trợ, chính là các loại sư phó đừng chê chúng ta làm trở ngại chứ không giúp gì là được, vài vị sư phó đều tỏ vẻ không thành vấn đề, lớn như vậy duy tu đơn tử, lại cấp yên, còn có quạt thổi, vị trí cũng không tồi, đi ra ngoài đi dạo không chuẩn là có thể nhận được tân sống, loại này rất cốt sự, vài vị sư phó nào có không vui, còn không phải là nhiều giáo một chút lục thừa ba người sao, chỉ cần tiền công cấp đủ, bọn họ cũng nguyện ý chúng ta đây liền trước thống nhất kiểm tra hạ đi, nhiều như vậy máy ghi âm, khẳng định muốn trước kiểm tra phân loại, trước xử lý đơn giản, cuối cùng lại thu phục khó, lục thừa nghe xong, gật gật đầu, cũng tiếp đón trương triệu cùng đại ngưu cùng hỗ trợ thêm học tập, trải qua một phen kiểm tra lúc sau, mấy người đối với máy ghi âm đều có hoàn toàn mới nhận thức, này ngoạn ý bề ngoài thoạt nhìn chính là cái thiết ca sấp, không nghĩ tới nội bộ rất có càng khôn. Cái gì đầu từ, cơ tâm, mạch điện bọn họ phía trước liền nghe cũng chưa nghe qua quả thực chính là thiên thư đáng tiếc lục thừa đối với hoàn toàn không biết thiên thư như củ học thực mau cơ bản một điểm liền thông vài ngày sau sư phó nhóm đều nói lục thừa cơ bản có thể xuất sư trương triệu cùng đại ngưu tắc ngộ tính không cao còn cần tiếp tục nỗ lực này hai trăm cái đều là tu hảo lục lão bản tới kiểm tra hạ người nói chuyện là diêu sư phó thông qua mấy ngày này ở chung hắn chẳng những hỗn thành vài vị duy tu sư phó dẫn đầu, càng là cùng lục thừa làm tốt quan hệ, lục thừa nghe vậy, bung bút qua đi, phát hiện diêu sư phó bọn họ thế nhưng liền vẻ ngoài đều miêu bổ hảo, quả thực cùng tân giống nhau như đúc, vất vả các vị, đêm nay ta làm ông chủ, đại gia đi điện tử thành bên cạnh tiệm cơm quốc doanh ăn thượng một hồi, hảo, lục thừa nói lập tức được đến đại gia nhất trí hoang hô đồng ý, lúc sau, Lục thừa đơn độc gọi tới Trương Triệu cùng Đại Ngưu này 200 cái máy ghi âm, ngày mai bắt đầu các ngươi liền phóng tới môn mặt phía trước đi, chúng ta này cửa hàng từ ngày mai bắt đầu cũng coi như chính thức khai trương, không thành vấn đề. Hai người vừa nghe lập tức miệng đầy đáp ứng, phải biết rằng bán đồ vật kiếm tiền có thể so học tập phức tạp mạch điện có ý tứ nhiều, bọn họ mấy ngày này nếu không phải bởi vì Lục Thừa phân phó, căn bản học không xuống dưới. Lục Thừa tự nhiên nhìn ra bọn họ tâm tư, nghiêm túc nhìn bọn họ hai mắt học kỹ thuật vẫn là muốn tiếp tục học có khách nhân liền tiếp đón không khách nhân tiếp tục học đúng vậy hai người cúi đầu tủn não trả lời hữu khí vô lực lục thừa có chút buồn cười hắn cho rằng càng có giá trị đồ vật này hai người như thế nào liền xem không rõ đúng rồi chúng ta này phê hóa tuy rằng tu đến cùng tân giống nhau nhưng rốt cuộc không phải hoàn toàn mới cho nên không thể dựa theo hiện tại thị trường bán lẻ giới ra bên ngoài bán căn cứ tỷ lệ bất đồng phân biệt đánh chính chiếc 8 chiếc, 7 chiếc, cũng chính là 70, 100 giá cả, cụ thể các ngươi chính mình định, Trương Triệu vừa nghe có chút ngoài ý muốn, muốn kém nhiều như vậy sao? Chúng ta này sửa chữa xong chính là hoàn toàn mới a, à. Lục Thừa nghiêm mặt nói, làm buôn bán nhất giảng thành tinh, chúng ta phải làm chính là trường kỳ sinh ý, mà không phải vì nhất thời ít lợi lừa gạt khách hàng, liền ấn ta nói làm, hành, đều nghe Lục ca, bọn họ đồ điện cửa hàng rốt cuộc khai lên, mấy ngày này nỗ lực cùng học tập cũng không có uổng phí, sinh ý cũng dần dần đi lên quỹ đạo. vì thế lục thừa nổi lên hồi hà hà thôn tâm tư. hắn chính là tân hôn không bao lâu liền mang theo hai cái huynh đệ ra tới lang bạc. trương triệu bọn họ đều là người đàn ông độc thân, tự nhiên không hiểu hắn cái này có lão bà nam nhân. lục ca biểu tình có loại mạc danh kiêu ngạo đâu, là chuyện như thế nào? trương triệu ở bên cạnh lén lút mà đánh giá lục thừa, muốn hỏi lại không dám hỏi. A Triệu, A. Lục ca, gì sự? Trương Triệu một giật mình, vội vàng đứng thẳng thân thể. Ta tính toán quá mấy ngày hồi trong thôn một chuyến, ngươi cùng đại ngưu có cái gì muốn mang về đồ vật hai ngày này chuẩn bị một chút. Trương Triệu mắt sáng rực lên, thật cốt quá, Lục ca, phiền toái ngươi cho ta ba mẹ mang điểm đồ vật. Lục ca, ngươi yên tâm trở về, ta cùng đại ngưu đối nghiệp vụ đều quen thuộc, xem cửa hàng tuyệt đối không thành vấn đề lục thừa vỗ vỗ hắn gầy yếu bả vai cười nói có các ngươi ở ta yên tâm ngày mai ta liền đi nhà ga mua phiếu xem gần nhất phiếu có thể mua được ngày nào đó ta trở về một chuyến phỏng chừng hơn nửa tháng mới có thể trở về trương triệu cùng đại ngưu lập tức tỏ vẻ không có vấn đề lục ca yên tâm trở về có chúng ta ở khẳng định ra không được sự lục thừa vẫn là có chút không yên tâm nếu là có cái gì không hiểu tận lực hỏi diêu sư phó Mặt tiền cửa hàng sự lo liệu không hết quá nhiều việc cũng có thể làm hắn giúp đỡ phụ một chút, thông qua mấy ngày này tiếp xúc, lục thừa rõ ràng nhìn ra diêu kế sống có muốn trường kỳ đi theo chính mình làm việc tâm tư, hơn nữa hắn duy tu kỹ thuật lại là này nhóm người trung tốt nhất, lục thừa tự nhiên sẽ không bỏ qua nhân tài như vậy, trương triệu cùng đại ngư tỏ vẻ minh bạch, đại ngư bắt đầu bẻ chính mình ngón tay, lục ca, ta tưởng đem kiếm được một nửa cấp trong nhà, thuận tiện lại mang về một ít thâm thành đặc sản. Ta ra tới lâu như vậy Gia Gia khẳng định tưởng ta, hiện tại thật vất vả dựa vào chính mình chính chính đáng đáng mà khai cửa hàng kiếm lời, muốn cho hắn lão nhân gia cũng đi theo cao hứng cao hứng. Chính là đặc sản giống như có điểm nhiều.